Alo, các em có nghe rõ không? Hơi nhỏ thầy ơi. Hơi nhỏ hả? Hơi nhỏ, từ từ đấy nha. Hơi nhỏ. Dạ rồi, Không. ổn 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 rồi thầy. Rồi rồi, chắc. Rồi rồi, ok nha. Dạ. Xin lỗi. Rồi, bữa trước học tới đâu rồi? Tại có 3 lớp lận cho nên không có nhớ được. Với chết, chúng ta học tới đâu rồi? Bữa Nhớ học không? tới ràng buộc trùng rồi thầy. Ràng buộc chung. Bài đây đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi, ràng buộc chung nha. Ràng buộc chung. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi. À, ràng buộc chung. Chúng ta chỉ học, mà các em chỉ học cơ cấu phẳng nha. Cho nên ở cơ cấu phẳng chúng ta chỉ gặp một cái ràng buộc chung khi cơ cấu có cái dạng như cái hình chêm hay còn gọi là hình nêm. Cái hình này nè, đó. Như vậy ở đây sẽ mô phỏng lại cho các em để ôn lại luôn ràng buộc chung. Đây, ở đây chỉ có hai khâu thôi, các em xem phần mô phỏng nha. Đó, có hai khâu chuyển động, một khâu chuyển động trực tuyến thẳng đứng, một khâu chuyển động trực tuyến nằm ngang. Nhưng giữa hai khâu này nó lại tiếp xúc nhau theo cái đường xiên này, cái đường nghiêng đây nè. Thì đây cũng là một khớp trực tuyến, nó trượt nhau, hai khâu giữa hai khâu này nó trượt nhau theo cái đường nghiêng chéo chéo 45 độ ở đây nè, đại khái như vậy nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba khớp trực tuyến, ở đây có hai khâu chuyển động. Đó, rõ ràng ở đây chỉ có hai khâu chuyển động. Như vậy chúng ta sẽ có cái kết quả của bài này. Khoan khoan nói cái này nha. Cái này là vì bài học cho nên biết nó đúng, còn coi như các em chưa biết, chúng ta khoan xem cái này. Như vậy chúng ta sẽ có là 2, xin lỗi 3 chứ, 3, 3N, 3 nhân cho 2, N thì bằng 2, trừ cho nè, B4 thì bằng 0, không có B4, cộng cho B5, 2, có 3 cái khớp trực tuyến cho nên B5 bằng 3, 2, 3 đóng ngoặc lại. Như vậy 6 trừ 6 bằng 0. Mà bật tự do á, mà bằng 0 thì ý muốn nói là cái cơ cấu này sau khi tạo xong nó cứng ngắc, không có chuyển động được, vì không còn chuyển động độc lập nào. Bật tự do là chuyển động độc lập, chú ý cái đó. Cho nên khi tính bật tự do bằng không thì coi như là cơ cấu này cứng, không có chuyển động được. Nhưng trên thực tế đây mô phỏng nó vẫn chuyển động được. Như vậy có cái gì đó nó trong công thức gốc lúc đầu nó có cái gì đó nó có thiếu sót, chưa chưa hoàn chỉnh cái công thức đó. Thì ở đây chúng ta thấy khớp lệnh 5 trực tuyến hạn chế 2 bật tự do. Vậy ở đây một khớp lệnh 5 hạn chế 2, một khớp lệnh 5 ở đây hạn chế 2 nữa, và thêm một cái khớp lệnh 5 là trực tuyến theo cái phương chéo này nè, hạn chế 2 nữa. Nhưng thật ra các em chú ý, khi khâu này, khi khâu nằm ngang này, trực tuyến nằm ngang ấy, khi nó di chuyển một đoạn x bao nhiêu thì tự động y nó sẽ đi lên bấy nhiêu. Các em hiểu ý nó không nè? Đó. À, đây nè, ví dụ đây nè, tác động vào đây một lực đi. Nè, mô phỏng lại nha. Các em chú ý nha, khi cái khâu trực tuyến nằm ngang, cái khâu mà nó đang di chuyển đây nè, nó đi qua, nó trực tuyến theo trục x một góc, nó xin lỗi một đoạn bằng bao nhiêu, thì tự động nó sẽ đẩy cho cái khâu trên này trước lên một cái lực y bằng bao bấy nhiêu. Ví dụ như góc tiếp xúc ở đây là bằng 45 độ, cho nên x bằng 1 thì y sẽ lên bằng 1. Đó, thấy chưa? X đi ra bao nhiêu thì y sẽ lên bấy nhiêu. Cho nên ở tiếp tiếp ở chỗ mà cái khớp thực tế ở đây chúng ta hạn chế hai bậc tự do, nhưng thật ra có một bậc tự do nó đã bị ràng buộc trùng với cái khớp thực tế ở phía trên này rồi. Đó. Cho nên trong công thức tổng quát lúc này chúng ta phải thêm một cái nữa là trừ ràng buộc trùng, thì ràng buộc trùng đó là bằng một. Cho nên nếu tính công thức này ra thì bây giờ mới là đúng nào. Đó. Ràng buộc trùng bằng một, ràng buộc thừa bậc tự do thừa bằng không. Như vậy khi tính ra thì bậc tự do cơ cấu này là bằng 1 chứ không phải bằng 0 như lúc đầu. À, thì ở nhắc lại ở cái công thức mà gốc lúc đầu v kép bằng 3n trừ 3n, viết lại đi nha. V kép nè bằng 3n trừ b4 cộng 2 lần b5. Đó, thì công thức gốc này nó bị thiếu sót cái gì đó, trong một số trường hợp nó không còn đúng nữa. Cho nên ở đây ta mới phân tích ra, thì ở đây là phải trừ cho, đây chúng ta đang nói chỗ này nè, trừ r trùng. À, và nhắc lại với các em nha, chúng ta chỉ học cơ cấu phẳng cho nên ràng buộc trùng bây giờ chỉ có thấy xuất hiện khi nào có cái cơ cấu cái hình chêm hay giống như cái hình nêm phía bên phải này. À,
Còn nếu trong cơ cấu không có cái hình này thì chúng ta cứ mạnh dạn cho R trùng bằng 0 nha. Đó, ý là như vậy. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đây, công thức tổng quát đây. Vậy là giải quyết được tới đây rồi. 3N cho tới ràng buộc trùng rồi. Bây giờ chúng ta đi kế tiếp, đó là ràng buộc thừa. Ràng buộc thừa liên quan tới điều kiện về hình học. Có nghĩa là nếu gắn vô, nếu gắn cái phần đó vô thì cơ cấu cũng chuyển động như vậy. Nếu tháo ra nếu tháo ra thì cơ cấu cũng chuyển động như vậy, thì cái ràng buộc như vậy gọi là ràng buộc thừa. Ràng buộc thừa nhưng về mặt tính và tự do thôi nha, còn trên thực tế cơ cấu người ta đã gắn vào thì các em đừng có tháo ra. Ví dụ như là người ta cần phải thêm vào để chịu lực, chịu lực một thanh không đủ, người ta thêm hai ba thanh vô để chịu lực, hoặc là tính cứng vững của cơ cấu đó, thì người ta phải thêm vào, chứ không phải là chúng ta cứ thấy ràng buộc thừa thì bỏ nó đi, không phải. À, đây là một ví dụ về ràng buộc thừa. Ràng buộc thừa có khi chú ý tới cái điều kiện hình học để phân tích. Phân tích có ràng buộc thừa hay không. Nha. Thì đây là một cái hình gốc, cơ cấu gốc là cơ cấu ellipse, cơ cấu ellipse. À, chúng ta tính bậc tự do của cơ cấu. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có khối số 1 này là AB, khối số 2 là C, nó vòng qua B nó tới D nha. Nguyên cái này là khối 2 nè. Từ C nè tới đây nè, nó vòng qua B đi tới D, thì đây là khối số 2. À, khối số 2. Rồi, khối số 3 là con trượt hình chữ nhật, khối số 4 là cái con trượt ở D. Khối 4 hình chữ nhật, con trượt ở D. Phương trực tuyến của con trượt C là thẳng đứng, phương trực tuyến của con trượt D nằm ngang. B thì nằm ở trên cái khớp quay, B thì nằm ở trên CD. CD. Như vậy ở đây chúng ta có mấy khối chuyển động. Nhắc lại, một khâu chuyển động thứ nhất là khâu 1, khâu 2 là khâu 2, khâu 3, khâu 4. Như vậy, phần này chưa có nhé, phần này chưa có. Các em cứ coi như là chưa có. Như vậy chúng ta có nè, 3, 3N đấy, N ở đây là bằng 4. Vậy 3 nhân 4, rồi trừ, không có khớp lại 4, cho nên khớp lại 4 bằng 0. 2B5, 2 nhân cho số khớp lại 5. Chúng ta đếm, quay A là 1, quay B là 2, quay C là 3. Tịch tiến C là 4, quay D là 100 và tịch tiến D là 6. Như vậy ở đây là 2 trên 6. Không có ràng buộc trùng, vì ràng buộc trùng học rồi nha. Trong cơ cấu này không có cái hình chêm hay hình nêm như ở đây. Cho nên ràng buộc trùng này là bằng... Đâu rồi? Ràng buộc trùng này là bằng 0. Giả sử các em chưa biết ràng buộc thừa và bậc tự do thừa, thì công thức tới đây đã, rồi đóng ngoặc. Như vậy nếu tính cái này ra thì sẽ là bằng 12 trừ 12 bằng 0. Vậy có nghĩa là cơ cấu cũng cứng nhắc, không có chuyển động được. Không có chuyển động được. Được chưa? Rồi. Ý của thầy đang nói ở đây là vậy nè. Ở công thức này nè. Đây nè, chúng ta đang lần lượt giải quyết nha. Chúng ta mới tới ràng buộc trùng thôi, thì coi như công thức dừng tới đây thôi. À, rồi từ từ chúng ta thêm hai cái phần còn lại. Ý là như vậy. Cứng nhắc, không có chuyển động được. Ha. Rồi. Nhưng bây giờ cơ cấu mà chúng ta chế tạo, chúng ta thiết kế muốn cho nó làm việc, chứ không ai mà làm cái cơ cấu mà cuối cùng nó cứng ngắc không chuyển động được, như vậy thì không có ý nghĩa. À, như vậy thì muốn cơ cấu để chuyển động được thì cần điều kiện gì? Thì đơn giản thôi, phương trực tuyến của con trượt C và phương trực tuyến của con trượt D đi qua A và chỗ này phải là góc vuông. Như vậy tam giác ACD là tam giác vuông trước nhất đã. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, B là trung điểm của CD. B phải là trung điểm của CD. Như vậy chúng ta có hai điều kiện đây nè. Hai điều kiện về, một cái về hình học, một cái về kích thước. Như vậy thì cái này ở phổ thông các em học rồi. Đây là tam giác vuông ACD. B là trung điểm của CD. Cho nên AB sẽ là đường trung tuyến. Mà đường trung tuyến thì luôn luôn bằng nửa cạnh huyền CD. Nha, rồi. Vậy bây giờ cho cơ cấu chuyển động. Khi cơ cấu chuyển động, điểm C giả sử lên tới đây, thì điểm D nó sẽ chạy tới đây. À, điểm C nó lên tới đây nè. À, còn điểm D nó sẽ chạy thụt vào. Nó chạy tới đây. Như vậy điểm B nằm đâu? Điểm B vẫn là vì điều kiện mà B C bằng BD, có nghĩa là B là trung điểm. Như vậy điểm B nằm ở giữa đây. Vấn đề còn lại là chỗ này nè. Từ A mà tới B, đây là nối lại nè. Hai cái đoạn này có bằng nhau không? Tức là cái đoạn vẽ có hơi rồi và thêm cái đường màu đỏ đó. Ở vị trí mới á. Hai đoạn này có bằng nhau không? Nếu bằng nhau có nghĩa là cơ cấu chuyển động được. Còn nếu không bằng nhau thì cơ cấu không thể chuyển động được. Nha. Như vậy thêm điều kiện hình học ở đây
thì cơ cấu này chuyển động được. Cho em xem cái mô phỏng. Đây, đây là cơ cấu vẽ hình elip. Cơ cấu này khi chạy thì các cái chấm tròn nó là giống như cái bút á, gắn vô cái bút bít hay bút chì á, nó sẽ vẽ cho chúng ta được cái hình elip. Đấy. Cho nên cơ cấu này có tên gọi là cơ cấu elip. Như vậy rõ ràng khi tính bật tự do ra thì bằng không, nhưng ở đây vẫn chuyển động được. Thì tại chuyển động được, nhắc lại, đó là điều kiện hình học, phương hai cái phương trực tuyến của con chữ C và D đi qua A phải vuông góc với nhau. Nha. Nhất thứ hai là B là trung điểm của CD. Cho nên ở cái tam giác vuông này thì cái khâu AB đây nè luôn luôn bằng nửa cạch huyền. Đó. Bây giờ thì tách nó ra cho các em xem nha, tách nó ra. Vậy khi cơ cấu di chuyển tới đây, được chưa? Thì cái khoảng cách nè từ cái mũi tên chỗ con chuột chỉ nha, khoảng cách này nè, khoảng cách từ đây nè, đó, tới đây nè, đó, có bằng cái bên này không? Nếu bằng thì nó chuyển động được, còn nếu không bằng thì dứt khoát không chuyển động được, vì cơ cấu các khâu này là bằng vật liệu rắn tuyệt đối mà, không phải như cái lò xo nó dài ra hay ngắn lại được, cho nên tính chất của tam giác thì tới đây nó vẫn nối vào được. À, tới đây vẫn nối vào được, thấy chưa? Đó, tới đây vẫn nối vào được. Đây, nối nó lại, vẫn nối được. Đó, giờ tách ra lại nha, tách ra lại cho nó di chuyển qua một vị trí khác. Ví dụ tới đây thì nối được không? Câu trả lời vẫn nối được. Vẫn nối được, đó. Hiểu 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 không nè? Hiểu hiểu cái cơ cấu này không nè? Đó, ý là như vậy. Rồi, ví dụ như thiết kế như thế này là sai nè. Cái vòng tròn này không tính nha, vòng tròn này xóa đi, đó là cái bút đó, à, không có tính. Ví dụ như thế này là sai nè, à, chúng ta không bắt ở điểm giữa, ví dụ vậy, ở đây đang là không bắt điểm giữa, mà chúng ta làm cái khớp nằm ở đây, có nghĩa là B không phải là trung điểm của CD. Nhìn lại hình nha, B không phải là trung điểm của CD, mặc dù cái góc giữa hai phương trực tuyến tại góc tại điểm A là góc vuông, nhưng B không phải là trung điểm của CD. Thì hỏi cơ cấu này chuyển động được không? Thì trước nhất mô phỏng nó không có chuyển động được, nó cứng rồi, không thể chuyển động được. Đó. Không thể chuyển động được. Tại sao không chuyển động được? Thì chúng ta tách cái khớp này ra để xem nha. Rồi. Vậy khi cơ cấu chuyển động có nghĩa là nó phải có vị trí khác. Vậy khi vị trí tới đây thì hỏi cái khoảng cách này có bằng nhau không nè? Rõ ràng ở mô phỏng này khoảng cách không bằng nhau. Như vậy cái khâu AB không thể nào giãn dài ra để nó với tới cái vòng tròn ở trên kia được. Có hiểu, các em có hiểu ý của bài này không? Cái ý của cái vấn đề rằng rằng một thừa này không nè, rằng một thừa. Như vậy thì nói là khi có điều kiện hình học rồi thì các em sẽ thấy nếu lắp cái này vô hoặc không lắp vô, bây giờ không lắp vô nha, tách nó ra, bỏ ra ngoài. Rồi, lấy cái này ra. Đừng đừng quan tâm tới cái phía bên này nha. Cơ cấu này chuyển động làm sao? Nó vẫn chuyển động bình thường. Đây là cơ cấu gốc, cơ cấu elip. Cơ cấu vẽ hình elip đó. Đó, vẫn chuyển động bình thường. Được chưa? Rồi, bây giờ lắp khâu 1 và hai khúc quay AB vô, lắp vô. Giờ lắp lại. Rồi lắp lại. Thì cơ cấu này vẫn chuyển động như cũ, không có gì thay đổi. Thì cái thêm vô đó, người ta gọi đó là cái ràng buộc thừa. Ràng buộc nhưng thừa. Như vậy sẽ có em thắc mắc là thừa rồi tại sao lắp vô đây chị không bỏ ra ngoài luôn. À, nhưng nó như thế này, nếu không lắp cái này vô, tách ra lại nha, nếu không lắp cái này vô thì làm sao cho cơ cấu này chuyển động? Không lẽ mỗi lần vẽ hình elip các em lấy tay đẩy đây qua, đẩy xuống rồi đẩy qua, đẩy lên, đó nó sẽ ra. Nắm được không nè? Không hợp lý. Như vậy người ta lắp cái này vô chẳng qua là để làm một cái tay quay. Là một cái tay quay. Đó, như vậy chỉ cần quay khâu này thôi thì cơ cấu nó sẽ chuyển động. Các em hiểu cái tay quay không nè? Chúng ta lắp vô chúng ta có tay quay hoặc là chuyển động từ động cơ qua bộ chuyển đai hay bộ chuyển xích hay là như thế nào đó, chỉ cần cho cái khâu AB này quay chuyển động trước thì cơ cấu elip nó chuyển động. Đó. Chứ không phải rằng là thừa lắp vô thêm để cho nó phức tạp bài toán, không phải. Đây không phải là thừa. Này gọi là khi tính bật tự do thì nó là ràng buộc thừa. Nhưng về mặt cơ cấu thì cái khâu thừa này vẫn có ý nghĩa. Các em hiểu ý nói không? Hiểu ý nghĩa nha. Như vậy thì
Ở cái ràng buộc thừa thì nhớ một một ràng buộc thừa phải bao gồm một khâu và hai khớp loại năm. Các em nhìn đây, hình này nè. Một ràng buộc thừa đó chính là khâu AB và có hai khớp loại năm, thì hiện nay hai khớp ở A và B là hai khớp quanh. Nha. Đó là ý là vậy. Như vậy ở bài này có cách nào lấy ra ràng buộc thừa, có mấy cách lấy ra ràng buộc thừa? Thì ở cơ cấu này có ba cách để lấy ra. Cái thứ nhất là cái hình đang lấy ra đây nè, AB và hai khớp quay AB, khâu AB và hai khớp quay AB. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta không lấy cái này nha, mà chúng ta lấy cái này. Đây, con trượt tại C. Các em chú ý nhé, đây con trượt tại C nè. À, nhớ nhớ dùng cái chữ ABC trên trên cái mô phỏng không có ghi được ha. Hoặc là ghi nó phức tạp quá cho nên thầy không ghi. Cách thứ nhất, lấy khâu số 1 và hai khớp quay AB ra, đó là một ràng buộc thừa. Cách thứ hai, mỗi cách chỉ lấy được một lần một cái thôi nha, không phải là lấy hết. Cách thứ hai, các em lấy khâu 3 và khớp quay C, khớp tiến C ra. Nha, đây. Chúng ta lấy khớp quay C ra, tách ra, khớp tiến C tách ra. Như vậy đây cũng là một khâu và có hai khớp. Hai khớp, một cái là khớp quay và thêm cái nữa ở mô phỏng không biểu diễn, nhưng phải hiểu ở đây nó có một đường trùng vào cái đường trực tuyến này nè. Trùng vào đường trực tuyến này. Đó. Đó là cách lấy thứ hai. Cách lấy thứ ba thì nó tương tự như là cách lấy thứ hai, có nghĩa là cái con trượt D. Như vậy D với C nó có vẻ giống giống nhau nha. Rồi. Hiểu hiểu ý nói không nè, chứ không phải lấy một lúc cả cái này, lấy cả cái khâu số 1 AB ra, không phải. Ở ở cơ cấu này chỉ có một ràng buộc thừa, hoặc lấy cái này thì ráp cái này lại như cũ trả lại cơ cấu, hoặc cái này để ở vị trí cơ cấu như cũ thì lấy cái này ra, chứ không phải lấy ra cả hai. Chú ý nha, chứ mà nếu lấy ra cả hai thì cơ cấu là làm gì còn là cơ cấu nữa, nó không phải là cơ cấu nữa hết rồi, nó không phải cơ cấu elip. Thì thật vậy, các em lấy ra nha, cái hình hồi nãy phân tích rồi, giờ phân tích hình này. Nếu lấy này ra, nếu lấy cái khâu số này là số, này là số số 3, khâu số 3 là con trượt C và khớp quay khớp trượt tiến C, đó là khâu số 3. Nếu lấy cái này ra thì phần còn lại cơ cấu có hoàn chỉnh không? Đây, cơ cấu vẫn làm việc bình thường. Bình thường. À, ta nó phá vỡ cái liên kết rồi. Thầy làm lại, chắc là bấm phải chỗ nào nó phá vỡ liên kết rồi. Lấy lại nha. Đây, tách khớp này ra, khớp quay ra, tách khớp trực tuyến ra, rồi lấy cái khâu này ra. Được chưa? Rồi, vẫn là hai khớp nha. Thì phần còn lại nè, cơ cấu này vẫn hoàn chỉnh nè. Thật vậy, đây là tam giác vuông mà AB lại là trung tuyến, là nửa cạch huyền. Cho nên bản thân cái cơ cấu này khi chuyển động thì cái điểm ở đây của điểm C nằm trên khâu số số 2 á, điểm C mà nằm trên khâu số 2 á, tự động nó chạy trên đường thẳng này rồi, chứ không cần cái khớp trực tuyến ở đây nữa. Đó. Nhưng trong thực tế thì khớp trực tuyến đó, cái này đó để tăng cái độ chính xác, độ cứng vững, độ chính xác khi cơ cấu nó làm việc. Đó. Cái máy nó khác, cái máy nó không phải như là chúng ta vẽ ở trên đây. Khi chạy nó còn chịu lực nữa mà. Như vậy thì phải có chỗ cho nó chịu lực, nó cứ tăng độ cứng vững là một, thứ hai là khả năng chịu lực của nó. Cho nên phải ráp nó vô. Đó. Vậy các em có hiểu phần phần hiểu hiểu ràng buộc thừa không nè? Ràng buộc thừa. Được chưa? Rồi. Ràng buộc thừa. Như vậy thì ở bài học á, mà phần này thì tới đây chúng ta có thêm cái phần tính đó nè. Nha, từ từ xóa này đi là đây có phần tính nè. Như vậy N vẫn bằng 4, B4 bằng 0, B5 là 6 khớp vẫn bình thường như cũ. Ràng buộc chung bằng 0 vì không có cái hình chêm nha. Mà tự do thừa coi như các em chưa học tới, coi như bằng 0 chút nữa. Lát gần đây chúng ta sẽ biết này liền. Bây giờ ràng buộc thừa, sau khi phân tích xong rồi thì chúng ta sẽ lấy ra một ràng buộc thừa. Nhắc lại một lần nữa, một ràng buộc thừa thì phải đi với một khâu và hai khớp loại năm. Nha, nhắc lại nha. Một ràng buộc thừa thì phải đi với một khâu, trong trường hợp này là khâu số 3, và hai khớp loại năm. Đó. Được chưa? Như vậy ở công thức bây giờ chúng ta bổ sung vô công thức. Có nghĩa là công thức này bây giờ nó đi tới đây nè. Đó. Giờ nó đi tới đây rồi nè. Đây. Bây giờ nó tới đây thôi. Đó. Như vậy là buộc trùng biết rồi.
À, ràng buộc trùng biết rồi, ràng buộc thừa biết rồi, là tới đây. Giờ còn cái này còn lại, đó là bật tự do thừa. Được chưa? Như vậy ở trong bài học và cơ cấu phẳng thì các em chỉ gặp hai cái hình có ràng buộc thừa. Thứ nhất là cái hình cơ cấu gốc, là cơ cấu elip, nó như cái hình ở đây. Một cái hình thứ hai đó là cái hình hình bình hành, bốn khâu bản lề mà là hình bình hành. À, lấy cái bài tập ra đi. Thì gặp hai hình thôi. Đây. Đây 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 hình bình hành đây. Đây hình bình hành nè, thầy vẽ theo cái đường hình bình hành nha. Đó là CD nè. Đó. D C tức là nó vòng qua E, nó qua bên kia nha. Rồi CH và đây là khâu cố định nè. Đó, đây là cơ cấu gốc màu đỏ trước đã, là cơ cấu hình bình hành cái đá. Sau đó người ta mới lắp thêm cái khâu EF vào, lắp thêm vào. Và có hai khúc quay tại E và F. Thì ở cơ cấu này, các em đừng có quan tâm cái vòng tròn nha, đang nói cái màu đỏ thôi nha. Thì cơ cấu hình bình hành này mà thêm, điều kiện thứ nhất phải là hình bình hành, bốn khâu bản lề phải là hình bình hành. Thứ hai, lắp cái khâu mà lắp thêm vào cái ràng buộc thừa đó phải song song, phải song song với lại hai cái khâu hai bên. Nếu là điểm giữa thì đương nhiên nó song song rồi, còn ở đây không cần song song, không cần điểm giữa. Nếu điểm giữa mà nằm vậy á thì đương nhiên song song rồi, hình bình hành mà, đây là song song rồi, nhưng điều kiện chỉ cần vậy thôi là đủ. À, đó. Thì cơ cấu này sẽ có ràng buộc thừa, mà ràng buộc thừa đó chính là khâu EF và hai khớp quay tại E và tại F, đó là hai khớp quay. Khi lấy phần này ra thì phần còn lại màu đỏ C D G H đó là hình bình, đó là cơ cấu bốn khâu bản lề mà là hình bình hành. Như vậy có ráp cái này vô nha, có ráp này vô, ráp thêm khớp quay ở E, ráp thêm khớp quay ở F vô thì cơ cấu này chuyển động vẫn bình thường. Thì đây là cái hình thứ hai mà có ràng buộc thừa, là buộc thừa. Các em chú ý nha, có hai hình có ràng buộc thừa. À, tại tại sao nó là, tại sao nó là ràng buộc thừa? Đơn giản thôi, chúng ta phân tích nha. Phân tích. Thôi cái gấp quay thì biết rồi. Bây giờ nè, khâu CD khi nó làm việc nó sẽ quay cái khâu tới đây, được chưa? Như vậy điểm D phải nằm ở đây. Đó. Nó sẽ đẩy cho điểm G đi ra đây, và cái khâu số cuối cùng không có số đây, nó đẩy cho EH ra đây. Nhưng vì là hình bình hành cho nên đây cũng phải là hình bình hành, ở vị trí này hình bình hành, vì hình bình hành là hai cạnh đối diện luôn luôn bằng song song và bằng nhau mà, được chưa? Nó lại đây. Như vậy thì cái khâu EF nè, à, nếu vẽ song song em ráp vào thì khoảng cách ba cái khâu 1, 2, 3 bên trái ở giữa và bên phải này luôn luôn bằng nhau, cho nên nó chuyển động được. Hiểu hiểu ý nói không nè? Còn nếu không thì cơ cấu này bật tự do sẽ phải bằng không. Chúng ta đánh số khâu đếm nha. Hình bình hành thôi nha. Khâu 1, khâu 2, khâu 3, đây là khâu 4 và khâu cố định là đây nè, là cố định rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có 3 nhân 4 trừ B4 bằng 0, B5 bằng 6, 2 nhân 6, các em đếm đi, có 6 khớp quay đó. Nhớ, thầy chỉ nói hình bình hành thôi nha, là màu đỏ thôi. Còn không quan tâm cái vòng tròn, hai cái vòng tròn tại A và tại K. Rồi, không có ràng buộc chung vì không có hình chêm. À, xin lỗi, chưa chưa đóng cái này. À, tới đây đi, nếu tính tới đây thì các em sẽ tính ra bật tự do bằng mấy? Bằng 0. 12 trừ 12 bằng 0. Nhưng ở đây có một ràng buộc thừa, đó là EF và hai khớp quay tại E tại F. Cho nên ở ở trong công thức này phải trừ thêm nữa, trừ thêm một ràng buộc thừa. Như vậy ở đây tính ra bật tự do sẽ bằng 1. Hiểu không nè? Hiểu không? Chúng ta chỉ có hai hình là có hai cơ cấu là có ràng buộc thừa. Nhắc lại, hình thứ nhất là hình cơ cấu mà gốc là cơ cấu elip, hình thứ hai đó là hình mà như hình bình hành đây.
Rồi, nếu không có gì thắc mắc chúng ta chuyển qua kế tiếp. Bây giờ nói về bậc tự do thừa. Bậc tự do thừa chỉ xuất hiện khi cơ cấu có khớp loại 4. Nhưng chưa đủ nha, chưa đủ. Trước nhất phải có khớp loại 4 ra. Và phải có con lăn. Thì chuyển động của con lăn chính là bậc tự do thừa. Chuyển động của con lăn chính là bậc tự do thừa. Như vậy trong các bài tập ở phía trên, cứ B4 bằng 0. Ví dụ nè. Ví dụ như bài này đi. Bài này B4 chúng ta tìm ra thế B4 bằng 0. B4 bằng 0 thì tự động bậc tự do thừa bằng 0. Tại bậc tự do thừa liên quan tới con lăn. Khớp lại cơ cấu phẳng đó, chỉ liên quan tới con lăn thôi. Cho nên nếu B4 bằng 0 thì các em cứ mạnh dạn bậc tự do thừa bằng 0. Nha. Còn ở đây hình này khác nha. B4 chính là khớp lại 4 á, chính là chỗ tiếp xúc B nè. Ở đây ôn lại cho các em nha. Các em phải thuộc cái bảng này. Đâu rồi? Đây đây đây. Khớp lại 4 là một trong bốn cái hình tiếp xúc điểm bên dưới. Như vậy cái hình chúng ta đang xem ở bài cái ví dụ á chính là dạng đây nè, hai cung tròn. Hai cung, hai 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 đường 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 đường, đường cong á, đường cong đúng hơn cung tròn, hai đường cong đang tiếp xúc nhau. Nha, thì đây. Đây, đó. Đây, đó, nó đang tiếp xúc nhau đây nè. Như vậy chỗ này là B4 này. Còn cái vòng tròn này là khớp quay. Đây, vòng tròn này là khớp quay. Còn vòng tròn bên ngoài này mà tiếp xúc với cái biên giật cam á, thì đây là con lăn. À, cho nên phân biệt hai cái vòng tròn nha. Vòng tròn nhỏ bên trong là khớp quay. Vòng tròn bên ngoài mà tiếp xúc với biên giật của cái khâu A đó, cái khâu mà có khớp quay A đó, chỗ mà có B4 đó, thì đây là con lăn. Con lăn. Như vậy ở bài này ta xem nha. Chúng ta tính bậc tự do nha. Rồi, nếu chưa biết đi, coi như chưa biết bậc tự do thừa, các em chưa biết cái này. Này, chưa biết nha. Cũng không xem này nha, không xem này, chưa biết. Chúng ta tính, đây có ba khâu chuyển động. Khâu 1 được gọi là cam. Số 2 là con lăn. Nhớ cái vòng tròn ngoài tiếp xúc với cái cam á. Số 3 là cái cần. Khâu số 3 là cái cần BC. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 nhân 3. À, trừ có một khớp lại 4 chính là tổ tiếp xúc. À, chỗ này nè, khớp lại 4 là chỗ này nè. Đó, rồi. Vậy trừ cho 1, có một khớp lại 4. Rồi, số khớp lại 5, đây có 3 khớp quay. Cho nên 2 nhân 3. Không có ràng buộc trùng vì không có hình chêm, không có ràng buộc thừa, ở đây không có liên quan gì điều kiện về hình học. Xin lỗi, bằng không chứ, bằng không, trừ không chứ. Rồi đóng lại. Coi như chưa biết bậc tự do thừa, chúng ta tính công thức ở đây 9 trừ 7 bằng 2. Như vậy cơ cấu này có hai chuyển động độc lập. Có hai bậc tự do có nghĩa là có hai chuyển động độc lập. Hai chuyển động độc lập đó thì các em nhớ một điều nha, cam luôn luôn là nhận một quy luật chuyển động rồi. Vậy còn hai khâu còn lại là khâu số 2 và số 3. Thì đây là cơ cấu cam cần luôn luôn là khâu bị dẫn. Cho nên cái khâu mà nhận quy luật chuyển động thứ hai đó chính là con lăn. Nhưng con lăn nó tròn mà nó lại quay quanh tâm của nó nữa. Như vậy chuyển động độc lập của cái con lăn là thừa. Có cho chuyển động vô đó đi nữa cũng là thừa. Không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta mới gọi đó là bậc tự do thừa. Mà bậc tự do thừa thì không cần phải lắp vào đó một cái truyền vào đó một cái nguồn chuyển động riêng biệt. Thì đó gọi là bậc tự do thừa. Như vậy chuyển con lăn, nói lại, chuyển động của con lăn chính là chuyển động thừa, cho nên gọi là bậc tự do thừa. Đây, chuyển động độc lập của con lăn là thừa, cho nên mà chuyển động độc lập đó là bậc tự do. Ở đây là thừa, có một con lăn thì có một bậc tự do. Như vậy, bậc tự do thừa VKTH bây giờ bằng 1. Như vậy, sau khi áp dụng vào công thức thì chúng ta sẽ tính được bậc tự do cơ cấu này chỉ có bằng 1 thôi. Hiểu hiểu bậc tự do thừa không? Các có quá trình này có thể hỏi, có thể muốn hỏi gì thì cứ về nói. Ừ, thì hoặc là gõ chữ để tại vì khi dạy ở lớp á, thầy nhìn khuôn mặt nó thì còn phát biết được là hiểu hay không hiểu, còn ở đây chịu không 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 hình dung được, cho nên
cố gắng, ví dụ có gì họ hiểu hay không thì gõ vài chữ đến đây nha. Nha. Rồi bây giờ em có thể em nào đó vẫn chưa chưa hình dung, chưa hiểu được thì thầy làm cái mô phỏng nho nhỏ nè, vật tư giao thừa nè, đây cơ cấu cam, à cơ cấu cam, chúng ta xem cái chuyển động của cơ cấu cam. Rồi đây cơ cấu cam chuyển động như thế này, cái cam thì lấy luôn cái màu cam thì gọi là cái khâu khâu một là cam. Khâu một này luôn luôn có chuyển động trước nhé, khâu này nè, cái này nè, cái này cái cam luôn luôn chuyển động trước. Còn cái màu vàng này là con lăn, còn cái màu xanh đây là cái cần nằm ngoài đây, đây con lăn, à được chưa? Như vậy thì để biểu diễn cho vòng tròn này có quay hay không thì người ta sẽ mượn một cái đường thẳng nằm ngang, đường thẳng này nó quay có nghĩa là vòng tròn này đang quay. À, như vậy thì các em thấy cơ cấu cam khi chuyển động thì con lăn nó quay đó, và cái cần lên xuống, cần lên xuống. Rồi. Như vậy hồi nãy nếu không nói, nếu chưa tìm ra được bậc tự do thừa thì chúng ta cơ cấu này tính ra bậc tự do bằng 2, có nghĩa là các em phải có hai nguồn dẫn động. Hai nguồn dẫn động có nghĩa là như vậy nè, các em phải cần có hai cái động cơ đơn giản nhất. Các em cần hai động cơ, một động cơ làm quay cam là đây. Cái này, một động cơ thì làm quay con lăn. Đây. Tâm của cái vòng tròn màu vàng. Hai động cơ mà hai động cơ là hai chuyển động. Hai chuyển động này độc lập với nhau vì bậc tự do hồi nãy tính bằng 2 mà. Như vậy thì đầu tiên sẽ cho động cơ của con lăn không có chuyển động, đứng yên. Độc lập mà, cho nên muốn muốn cái chuyển động nào có hay dừng lại cũng được hết. Nha. Thì các anh càng quan sát nè, cam quay, con lăn nó không có quay, nó đứng yên, nhưng cái cần vẫn đi lên đi xuống. Cái cần mới là bộ phận làm việc, nó tác động vào cái khâu công tác nào đó để cái bộ phận công tác làm việc. Nha. Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai, bây giờ cho con lăn, cho cam đứng yên nhưng cho con lăn nó quay, vì đây là một chuyển động độc lập mà, cho con lăn nó quay. Nha. Như vậy thì các em thấy cam đứng yên, con lăn quay nè, cái giống như cái bán kính này đang quay nè, con lăn là tròn lại quay tâm con lăn, cho nên chuyển động này là thừa, gắn vào đây một cái động cơ riêng biệt, hiểu không? Nếu em gắn cái vô riêng biệt thì thừa, này không có ý nghĩa, cho nên không có cần nha. Chính đã đó là bậc tự do thừa đó. À, cho nên động cơ ở đây không cần, cho nên xóa đi nha, xóa đi, chúng ta chỉ cần lắp khớp quay ở đây là được. Rồi như vậy thì nhìn lại hình lần nữa, như vậy giờ đây bây giờ chỉ còn có một chuyển động thôi, đó là cam. Nếu cho cam quay với 30, số liệu vận tốc là 30 độ trên giây thì đây cơ cấu là việc như thế này. Nếu cho số khác ví dụ 60 à, hay là 100, 100 đi, 100 thì nó sẽ quay nhanh hơn. À, như vậy thôi, hiểu hiểu được chưa nè? Rồi hiểu không nè? Rồi nhưng... Đây chúng ta xem một vài hình ảnh về banh chuyền con lăn. Đây là những banh chuyền con lăn nè, có con lăn nè, thì các con lăn này đều có chuyển động quay hết. À, nhưng nếu tính bậc tự do ra thì chú ý có bao nhiêu con lăn ở đây phải trừ bằng đó bậc tự do thừa. Còn nếu mà không trừ thì có nghĩa là mỗi con lăn này các em phải lắp vào đây một cái chuyển động cho nó chuyển động. Ví dụ động cơ riêng, động cơ riêng, động cơ riêng biệt. Nhưng mà có bao nhiêu con lăn lắp bằng đó cái động cơ nó không có ý nghĩa, nó không có ý nghĩa nha, chú ý không có ý nghĩa. Nhưng để cho nó chuyển động được và kiện hàng bỏ trên đây tự nó chạy được thì chỉ cần một con lăn dẫn động trước, các con lăn còn lại người ta dùng bộ truyền xích người ta nối kết lại với nhau nha, và những cái con lăn này truyền cũng vẫn chuyển động nhưng là bị phụ thuộc chứ không phải là độc lập. Độc lập có nghĩa là muốn thì cho nó quay, không muốn thì nó đứng yên. Hoặc hình này rõ hơn nè, người ta dùng bộ truyền xích để người ta liên kết lại với nhau, cho nên các con lăn ở đây chuyển động của nó là chuyển động phụ thuộc, không phải chuyển động độc lập, chú ý cái đó. Chỉ có một con lăn ở ngoài đầu là chuyển động độc lập thôi, nó nhận chuyển động từ nguồn phát động là động cơ điện đưa vào quay, khi đưa vào quay thì tự động những cái con lăn này nó sẽ quay. Đó, ý là như vậy. Đây, các bạn chuyển con lăn rất là nhiều đó. Rồi. Được chưa?
Như vậy thì chú ý nhé, nhắc lại, bật tự do thừa các em chỉ gặp khi trước nhất phải có khớp lại bốn, thứ hai con lăn, thì chuyển động của con lăn chính là bật tự do thừa. Được chưa? Đó. Lưu ý nè, để xác định số ràng buộc thừa thì cần phân tích kỹ đặc điểm hình học của cơ cấu. Hình học nha thì liên quan tới ràng buộc thừa, còn xác định số bật tự do thừa thì cần phân tích thật kỹ chuyển động của từng khâu trong cơ cấu, phân tích chuyển động. Nhưng nhắc lại lần nữa, chúng ta chương trình chỉ học cơ cấu phẳng, mà cơ cấu phẳng thì chuyển bật tự do thừa chỉ có liên quan tới khớp lại bốn thôi, và đó chính là con lăn, chuyển động của con lăn. Cho nên nói tóm lại cũng dễ nhớ ha, dễ nhớ. Như vậy giờ ôn lại công thức này một lần nữa nè, công thức tổng quát giờ đã được mở rộng tới đây rồi, mở rộng hết rồi nha. Rồi n là số khâu chuyển động, nhắc lại không đến khâu cố định. B4 là số khớp lại 4. Thì muốn biết khớp lại 4 các em phải xem cái bảng ở phía trên. À, B5 là số khớp lại 5. R trùng chỉ khi nào thấy trong cơ cấu có xuất hiện cái hình này. Cái hình đây nè, bàn tay đang chỉ nè. Đó, hình hình chêm, hình nêm. À, rồi. R thừa, bật tự do thừa. Bật tự do thừa thì phải phân tích thật kỹ đặc điểm hình học của cơ cấu. Nhưng trong chương trình học chúng ta chỉ gặp ở hai hình thôi. Một là cái hình elip gốc, gốc in elip. Hai là hình bình hành. Bốn khâu bản lề nhưng là dạng hình bình hành. Rồi, cái cuối cùng là bật tự do thừa. Bật tự do thừa thì trước nhất phải có khớp lại bốn. Thứ hai, phải có con lăn thì chuyển động của con lăn mới là chuyển động thừa, tức là bật tự do thừa. Ý nghĩa khâu dẫn ý nghĩa bật tự do của cơ cấu. Bật tự do của cơ cấu là số thông số độc lập nha, hoặc là số chuyển động độc lập. Đây, số chuyển động độc lập hoặc là số thông số độc lập cần để xác định vị trí của cơ cấu. Những thông số này trước nhất xác định vị trí của một số khâu. Sau này chúng ta sẽ gọi đó là khâu dẫn đó. À, từ đó tìm ra vị trí của các khâu còn lại. Thì cái khâu mà nhật quy luật chuyển động từ bên ngoài vào, chúng ta sẽ gọi đó là khâu dẫn. Khâu dẫn động á, khâu này phải có chuyển động trước. À, rồi. Thông thường thì khâu dẫn được nối với khâu cố định bằng một khớp lại 5 là khớp quay nha, khớp quay. Mà khớp quay chỉ còn một bật tự do. Bật tự do đó chính là chuyển động quay. Nên nói chung cơ cấu có bao nhiêu bật tự do thì cần có bấy nhiêu khâu dẫn. Có nghĩa là số bật tự do của cơ cấu tính được sẽ bằng số khâu dẫn. Thì trong hình á, thì khâu dẫn thường thường người ta sẽ cho một ký hiệu về chuyển động. Ở đây là phần bài tập cho nên có thể không, nhưng khi làm cơ cấu thì sẽ có một ký hiệu về chuyển động. Ví dụ nè, ví dụ ở cơ cấu này nè, đây AB quay quanh A thì để biểu diễn AB là khâu dẫn, người ta sẽ cho một mũi tên cong vòng lại, ý muốn nói là khâu AB đang quay quanh A. Đó. Đó. Ký hiệu về chuyển động. Ví dụ như ở hình này. Đây. Đó, cái khâu đây nè, mặc dù không đánh chữ nhưng muốn nói là khâu này là khâu dẫn, cho nên người ta sẽ vẽ một ký hiệu quay vòng tròn, cong vòng tròn. À, ý là như vậy. Được chưa nè? Rồi. Nói chung, cơ cấu có bao nhiêu bật tự do? Số bật tự do này phải bằng số khâu dẫn. Chỉ với điều kiện sau đây nha. Khâu dẫn được nối với khâu cố định bằng một khớp lại 5. Một khớp lại 5. Nha. Thì thường là khớp quay là nhiều nhất. Yeah. Ngoài khâu dẫn, khâu cố định ra thì các khâu còn lại được gọi là khâu bị dẫn. Rồi, phần bài này tới đây có các em có khúc mắc chỗ nào không? Rồi. Dạ thầy ơi, Cứ nói đi em. cho em hỏi cái cơ cấu cam lúc nãy thầy. Rồi nói đi. Ví dụ em bỏ con lăn ra là cái em cho cái thanh nó tựa lên cái cam luôn á thầy. Đây là vấn đề hỏi hay nè, hỏi đúng nè, hay nè. Bây giờ bỏ con lăn này ra, cho cái cần nó tựa cái cần nha, cái cần đây là gọi là cái cần nó tựa lên cam cũng được. Dạ. Nhưng một số trường hợp người ta muốn lâu mòn thì người ta sẽ chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn. Dạ. Thì cái phần tiếp xúc nó sẽ lâu mòn bên gạch cam hơn. Và nếu em tựa trượt lên cũng được, nhưng cái tuổi thọ mòn của nó sẽ nhanh hơn so với
mà sách lanh. Dạ, thầy ơi. Ví dụ như Rồi. em bỏ cái con lăn ra, em cho cái thanh nó trượt lên thì cái R trùng nó bằng một đúng không? Không có. Không phải. Nghĩa là bỏ ra nha. Giờ bỏ ra từ từ Dạ, bỏ đi, bỏ ra xóa đi chứ nè. là tự do rồi. Là xóa Em đi bị nha. Rồi, xóa đi nha. Giờ xem nè. Các em học xong rồi cứ tính bình thường thôi, không gì. Đây, tựa lên rồi nha. Dạ. Rồi, bây giờ hỏi bài đại bật tự do bằng mấy? Giờ ở đây chỉ còn, bây giờ xem chuyển động trước đấy nha, chuyển động trước. Đây. Như vậy ở đây chỉ còn có hai khâu thôi. Hai khâu. Và mấy khớp. Này nó hơi xa. Giờ ở đây đây, cam là một khớp quay, cần nó lắc quanh cái khâu cố định, như vậy có hai khớp quay. Còn chỗ tiếp xúc này là tiếp xúc điểm nè. Điểm nè. Nó là dạng giống như vậy nè. Đây, nó dạng giống cái hình này nè. Nó phải giống hình này không? Được chưa? Đó là khớp lại 4 đó nha. Rồi. Ở 4 đó nha. Rồi. Như vậy ở đây có hai khâu. Vậy thôi nhẩm nhẩm trong đầu luôn nha. 3 lần 2 là 6. Được chưa? Một khớp lại 4 là trừ cho mở ngoặc 1 nè. Hai khớp quay, quay A với lại quay của cái cần nè. Vậy 2 lần 2 là 4, 4 với 1 là 5. Như vậy 6 trừ 5. Bài này bật tự do bằng 1 bình thường. Dạ anh cũng hả. Không có R trùng, không có R thừa, không có bật tự do thừa. Dạ. Nắm nắm được ý không? Nhưng Dạ ok. nếu tiếp xúc điểm ở đây á, nếu tiếp xúc điểm ở đây thì trên thực tế đây là cơ cấu thật thì nó mòn rất là nhanh. Được Dạ. chưa? Vậy người ta sẽ có hai giải pháp. Người ta kéo dài này ra nè. Để tiếp xúc ở đây nó tựa lên, nó là đường. Nó là đường cái đã, từ đây, giữ nó lại đã. Rồi. Tựa lên nó là đường. Đây là tiếp xúc điểm, điểm nhưng mà là tựa lên cái đường, nó tựa lên. Các em chú ý nè, phẳng thì chúng ta nói là tiếp xúc điểm. Đây nhìn lại hình này nha, hình này. Đó là cái dạng, bây giờ là cái dạng này nè. Đây, nó tiếp xúc như vậy nè. Một đường thẳng tiếp xúc với một đường cong. Được chưa? Nhưng chỗ tiếp xúc vẫn là điểm. Hiểu hiểu ý nói không? Nhưng các em chú ý nha, thì trong không trong kia trong 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 thực tế thì nó còn chiều dày nữa, cho nên nó là đường đó, chứ không phải là điểm đâu. Nha. Thì ở đây bật tự do tính ra vẫn là bằng 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 một, không có bật tự do thừa. Thì trên thực tế người ta làm, một là dạng này dùng khá nhiều, hai là để cho bớt mòn, lâu mòn người ta gắn vào để cái con lăn, để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn nha. Thì khi nào tới chương cơ cấu cam chúng ta sẽ biết nhiều cái dạng cần. Cần này gọi là cần đầu bằng, còn có cần đầu cong ha, cần đầu nhọn, cần đầu con lăn, cần đầu bằng, cần đầu cong. Rồi, có em nào hỏi hỏi thắc mắc gì nữa ở cái phần này không? À, nếu Thầy không hỏi, hỏi đi cho hỏi dạ, thầy cho mọi là cái khớp lại 4 cái hình thứ tư là nó là cái dạng này trong thực tế vậy thầy. cái thứ tư hả? Với em có gì đâu, nhưng mà gần như không 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 có dùng, vì đó là dạng tiếp xúc điểm, ít ai dùng lắm. Nhưng nếu các em muốn làm thì cũng được thôi. Đây, ví dụ giờ thầy có. Các em nhớ là cam không phải lúc nào cũng quay đâu. Cam có chuyển động trực tuyến nữa. Ví dụ đây là cam chuyển động trực tuyến nè. Cái biên giả cam nó cong vậy nè. À, đây, ra đây, ra đây. Đó, đây là phương trực tuyến của cam nè. Có nghĩa là cam này di chuyển qua phải qua trái được. Có hiểu không? Sau đó tựa một đường vô đây. Đây, nối lại. Hiểu không nè? Hoặc là đây đây xin lỗi, các em hỏi ý nó khác. Đây là đường cong với đường nhọn. Bây giờ cái cam này chúng ta không làm hình này, chúng ta làm cái hình đây nè, hình thẳng nha. Đây, chéo lên xuống ra đây. Đây là khớp trực tuyến nè, có nghĩa là cái hình tứ giác này á, nó di chuyển qua phải qua trái được, được chưa? Sau đó khi nó di chuyển như vậy, chúng ta dùng một đường thẳng tựa lên nó, hai này dọc xuống. Có hiểu không nè? Như vậy nếu đẩy cái khối số 1 này nè, cái khâu số 1 này mà di chuyển qua bên trái thì có phải cái cần này nó di chuyển chạy lên không? Thì cái chỗ mà em đang hỏi đây nè, hai đường nó tựa vào nhau nè. Hiểu Dạ hiểu dạ ý nói không? Hiểu ý nói không? dạ Đó, dạ nó vẫn có, nó là loại 4 đó. Được được chưa? Đây là đường thẳng. Nhiều khi các em phải hiểu nè, cứ có khớp lại 4 thì cái đó là chuyển động được.
thì chúng ta thường gọi là cam. Cam có thể chuyển động quay, có thể chuyển động trực tuyến. Còn cái pin giặc cam có thể là đường thẳng, có thể là đường cong, chứ không nhất thiết cam cứ phải là quay tròn. Ha. Đó. Em nào thắc mắc cứ hỏi nha. Rồi, nếu nếu chưa có nghĩ ra cái gì để hỏi thì bây giờ chúng ta làm vài bài tập để rõ vấn đề này. À, để hiểu thông suốt luôn cái này. Nói chung là mỗi chương đi tới đâu cố gắng nắm chắc. À, thầy nhắc các em là chương trước phải hiểu thì chương sau, chương trước phải nắm được thì chương sau mới có thể hiểu được. À, còn buông ra là coi như là sẽ không 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 có hình dung được cái gì đâu. Tại môn này nó đi nó dắt dây mà, chương trước phải biết thì biết chương hai biết biết chương ba biết biết chương bốn. Và dạy quá trình dạy sẽ là sự kế thừa, tức là dùng lại những cái phía trước, cho nên không có lặp lại nhiều thời gian, lặp lại nhiều chúng ta không có thời gian. Rồi thôi được rồi, kệ nó đi, bây giờ chúng ta chuyển qua bài tập nha. Bài tập bài này không biết dạy chưa này, lớp lớp này có dạy một bài tập một vài bài tập nào chưa? Dạ chưa. Chưa. À, chưa nha. Rồi rồi, tại vì có ba lớp cho nên giờ ba bốn lớp gì đó giờ không nhớ lớp nào học cái gì nữa, cho nên cứ phải hỏi các em thôi. Rồi bây giờ chúng ta làm bài thứ nhất. Bài thứ nhất các em chú ý vô cái hình này thôi nha, hình này thôi. Bây giờ ở đây người ta không đánh số khâu, thì các em phải đếm ở đây có bao nhiêu khâu và cứ dùng công thức tổng quát nha, bao nhiêu khâu và bao nhiêu khớp. Rồi các em nhẩm trước đi, nhẩm trước hoặc là lấy giấy bút ra nhẩm trước. Thầy phải mở hai cửa sổ này để theo dõi mới được. Tức là em nào có kết quả rồi thì gõ gõ một vô phần chat nè, khó không không dùng micro cũng được ha. Gõ vô phần chat này để ra kết quả. Vậy bật tự do bằng mấy? 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Ví dụ này các em tính ra bật tự do bằng 5 thì gõ số 1 được rồi. Đấy, ngắn gọn thôi. Không cần phải phải gõ nhiều. Ví dụ em nào tính ra bằng 5 thì gõ số 5. Đó, ý là như vậy. Và các em cứ cứ phải tính trước đó. Rồi sau đó thì mới giải bài này. À, bài này trước nha. Rồi. Bây giờ các em đếm đi. Giờ hướng dẫn các em làm nè. N bằng mấy? Các em đếm có bao nhiêu khâu? Rồi. B4 bằng mấy? Rồi. B5 bằng mấy? Ba thông số này là căn bản nhất. Nhưng chưa đầy đủ nha. Mới là căn bản nhất. Sau đó chúng ta mới thêm R trùng bằng mấy? R thừa. Viết bằng con chuột cho nên nó không được rõ, các em thông cảm nha. Rồi và bật tự do thừa. Đó. Được chưa? Vậy n đầu tiên bằng 5, rồi có em ra n bằng 5. Rồi anh tính luôn đi, B4 bằng bao nhiêu, B5 bao nhiêu, R trùng, R thừa, bật tự do thừa bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta áp dụng công thức tổng quát nhất. Tổng quát nhất tức là V kép, ở đây viết lại thôi. 3n trừ cho B4 cộng 2B5 5 nha, trừ R trùng trừ R thừa và cuối cùng là đóng mạnh lại trừ bật tự do thừa. Đó. Nhiều em lúc thi á, là không để ý á, là cái R bật tự do thừa này lại đưa vô cái đóng ngoặc luôn, cho nên kết quả nó ra sai. Chúng ta phải đúng cái công thức này. Các em làm tính luôn đi, ghi luôn cái là R trùng bằng bao nhiêu, R thừa bằng tự do thừa và V kép bằng bao nhiêu luôn. Chúng ta giải lao 10 phút nha. Trong khi đó thì các em giải quyết tiếp cái bài này bằng bao nhiêu.
Alo, tiếp tục nha. Tiếp tục Rồi, thầy. có em ra, nghe nghe rõ chưa? Rồi, có em ra bật tự do bằng 2. Nói chung bằng mấy cũng được. Rồi chúng ta từ từ chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó hợp lý. Có em ra bật tự do bằng 3, không sao hết. À, đừng để tê, ý tê người ta nha, đừng có chọc người ta. Lúc đầu chưa đúng, sau là nhiều khi họ lại rất là rành đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính lại bật tự do này bằng mấy. Thì kiểm tra coi nó còn, à, nó còn không có gì hết. Rồi, bây giờ chúng ta tính nha. Đánh số khâu nè. Xem thì sẽ biết đè lên trên cái khâu đó luôn. Đây là khâu số 1. Đây là khâu số 2. Đây là khâu số 3. Đây là khâu số 4. Và đây là khâu số 5. Là cái con chữ chữ nhật đấy. Bản thân con chữ chữ nhật là một khâu. Là khâu số 5. Như vậy ở đây n bằng 5. Rồi, không có khớp lại 4. B4 bằng 0. Không có cái nào hình nào là tiếp xúc điểm hết. Bằng 0. Bên 5 thì đa số nếu không... đa số là các em sẽ tính sai B5. B5 ở đây là chú ý nè, quay A là 1, quay B là 2, 2 quay C, C là 2 khớp quay, cho nên sẽ là 4, 1 khớp quay D là 5, khớp quay E là 6, khớp trực tuyến E là 7. Như vậy B5 sẽ bằng 7. Chút thì giải thích lại kỹ lại sao. Rồi, ràng buộc trùng không có hình hình chêm hay hình nêm, là một trùng không. Ở đây không có điều kiện hình học nào hết. Bật tự do ràng buộc thừa bằng 0. Không có khớp lại 4. Khớp lại 4 bằng 0 thì mạnh dạn nha. Khớp lại 4 mà bằng 0 thì mạnh dạn các em cho bật tự do thừa bằng 0 luôn. Đó. Vì B4 bằng 0 mà không có khớp lại 4 thì sẽ không có bật tự do thừa đâu. Mà bật tự do thừa chính là con lăn. Cái đó là nhãn lại. Bây giờ chúng ta mới xem lại nè. Tại sao B5 bằng 7? Các em chú ý nha. Ở phần lý thuyết, đây đây là khớp quay, khớp quay thì lược đồ của khớp quay là cái hình này. Như vậy ta thấy có một vòng tròn và hai khâu nối vào cái vòng tròn này, có nghĩa là giữa hai khâu màu xanh màu đỏ này chuyển động được tương đối với nhau. Chỉ có hai khâu thôi, một là màu xanh, hai màu đỏ chuyển động được tương đối với nhau, cho nên ở đây tính là một khớp quay. Như vậy nếu có bao nhiêu đường, nói tóm lại nếu tổng quát, nếu bao nhiêu đường một cái vòng tròn này thì lấy khâu đó, bao nhiêu đường là bao nhiêu khâu đó, cái tổng số khâu đó trừ đi một thì nó sẽ ra là bằng đó cái khớp quay. À, như vậy ở cái bài tập này chúng ta thấy tại C nè có ba khâu chụp vào C, đó là khâu số 2, khâu số 3 và khâu số 4. Ba khâu trừ đi một, như vậy tại C này phải là hai khớp quay. À, các em so sánh hai vị trí khớp quay nè, khớp quay tại C có ba đường chụp vô, trong khi khớp quay tại B chỉ có hai nối hai khâu thôi, là hai đường nó chụp vô, đó là khâu số 1 và khâu số 2. Như vậy tại B là một khớp quay nhưng tại C là hai khớp quay chứ không phải là một khớp quay. Đó, cái này chú ý nha. Cho nên nếu tính đúng thì B5 bằng 7. Như vậy áp dụng công thức thì các em tự áp dụng đi. 3 là 5 15 trừ cho 2 là 74. Như vậy bài này bật tự do tính ra sẽ là bằng 1. Đó. Được chưa? Phân biệt được chỗ này chưa? Chỗ này hồi phân biệt kỹ nha. Quay B và quay C. B chỉ nối hai khâu 1, 2 cho nên là một khớp quay. Còn C có nối ba khâu là hai quay so với 3, 3 quay so với 4. Như vậy thì ở đây phải là hai khớp quay. Còn ở đây tại sao? Tại D là một khớp quay. Thật ra các em phải hiểu vậy nè. Đây có hai khâu. Khâu số 3 và còn một khâu nữa là khâu cố định. Cho nên khâu cố định với khâu số 3 là hai khâu đối với một vòng tròn. Như vậy tại D hoặc tại A thì đều mỗi vị trí này đều có một khớp quay. Nắm được bài này chưa? Đó, bài ví dụ đầu tiên. Dạ thầy ơi, cho em hỏi thầy. Nói đi, nói đi. Dạ nếu mà bỏ đi khâu số 3 thì cơ cấu nó có hoạt động được không thầy? Không thể hoạt động được. Không, không bỏ được. Trong đây chúng ta sẽ tới phần là cấu tạo cơ cấu, xin lỗi, xếp mà lại cơ cấu. Chúng ta sẽ có cái nguyên lý tạo cơ cấu. À, các em nhìn nhanh vô nha, nhìn nhanh vô, nhìn thoáng. À khoan, bật tự do, có em nào còn thắc mắc cái bài tính bật tự do này không nè? À, nếu không có thắc mắc thì sẽ nói về cái vấn đề em đang nói. Được chưa? Các em nhìn nhìn tinh ý vô nha. A, B, C, D là cơ cấu gốc là bốn khâu bản lề. Bản thân bốn khâu bản lề các em không thể bỏ đi khâu nào được hết.
Đó. Câu thứ hai, nhìn thoáng vô thì đây là một phần của cơ cấu tay quay con trượt. Hay nói cách khác, nếu tính từ D, C, E thì đây là cơ cấu tay quay con trượt. À, nếu 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 tính là phần khác đây CD CDE thì đây là cơ cấu tay quay con trượt, cho nên không không bỏ được nha. Cơ cấu đã có rồi, cái bỏ khâu ra là nó sẽ lủng á, nó giống như là dùng từ lủng đi là cơ cấu nó sẽ không làm được được. Rồi tay tiếp bài này bạn tự do bằng mấy, bài này dễ nè, bạn tự do bằng mấy tính đi. Em tự tính. Bài này dễ nha. Thôi bài này thì giải luôn. Bây giờ dễ. Câu 1 nè. Câu 2. Ba khâu, khâu số 3 đây. Thì bài này các em chú ý nè, khâu số 2 là đường thẳng nối từ B tới cái con trượt C, nó vòng qua đây vòng xuống nguyên cái đường màu đỏ này là một khâu. Nguyên cái đường màu đỏ đây là một khâu. Đó. Còn khâu số 3 thì phải đi từ D tới E nha, chứ không phải tới C là dừng, đi từ D và thẳng á, nối từ D tới E là dừng. Như vậy bài này có 3 khâu. Vậy 3 lần 3 là 9. Không khớp lại 4, vậy B4 bằng 0. Khớp lại 5, một quay A, một quay B, một tịch tiến C, một quay D. Như vậy có 4 khớp lại 5. Như vậy thì các phần còn lại là một trùng, là một tường và tự do thừa đều bằng 0 hết, vì không có cái gì ở đây hết, cho nên ra bằng 0. Vậy chúng ta có 3 nhân cho 3 là 9, trừ cho 0. 0, 0 là 0, tức là khớp lại 4 á. 2 nhân cho 4, 4 khớp lại 5, trừ ra một trùng bằng 0, trừ ra một thừa bằng 0, đóng ngoặc lại, trừ và tự do thừa bằng 0. Như vậy bài này suy ra và tự do là bằng 1. Được chưa? Hiểu hiểu bài tập này không? Bài này dễ nè. Rồi, nếu không có gì nữa chúng ta qua bài này. Bài này bật tự do bằng mấy? Rồi, các em ra bằng 1. Một là đúng rồi đó. Một là đúng rồi. Thì bài này phải nhanh nha. Khâu số 1, khâu số 2. Đây là khâu số 3. Con trượt là khâu số 4. Cái tam giác này là khâu số 5. Nguyên cái tam giác nha. Tam giác có 3 cạnh nè, là khâu số 5. Đây là khâu số 6. Và cuối cùng đây là khâu số 7. Chúng ta có 7 khâu nha. Thì N bằng 7. Vậy 3 nhân 7 nè. Nhân 7 trước đã. Rồi trừ nè. Không có khớp lại 4. Bây giờ cộng 2 bên 5 nè. Hai số khớp lại 5. Thì chúng ta đếm có bao nhiêu khớp lại 5. Thì các em đếm bình thường. Riêng riêng vị trí này nè. Chú ý riêng vị trí này. Vì có 3 khâu chụp vào là khâu số 2, số 3 và số 5. Cho nên cái khớp quay ở đây là hai khớp quay. Chú ý khi đếm đây phải là hai khớp quay. Như vậy các em sẽ đếm được tổng số là 10 khớp loại 5. Trong đó cái vị trí mũi tên đang chỉ vô là hai khớp quay, không có ràng buộc trùng, không có ràng buộc thừa, không có bậc tự do thừa luôn. Như vậy bài này bậc tự do ra bằng 1. Nếu tính ra nó sẽ bằng 1. À, cái mũi tên chỉ vô cái vòng tròn ở đây là hai khớp quay. Hiểu không? Hiểu.
Hiểu thầy ơi, như bên thầy em bên em bị mất tiếng rồi, mất mạng rồi. Thầy ơi, thầy ổn không thầy? Alo, đúng rồi. Rồi Thầy ổn mạng rồi chưa thầy? rồi, nó mạng nó bộ lại Thầy rồi, à? nó rớt mạng, hình như nó rớt mạng đấy. À, bên mình các em nghe rõ chưa? Thấy màn hình xe chưa? Trời rõ thầy thấy thầy. Rồi rồi. Vậy vậy hồi nãy bị hụt, bị thiếu chỗ nào thì nói lại thì thầy sẽ nói lại phần đó. Tại sao bên năm bằng 10? Các em hỏi nè, tại sao bên năm bằng 10? Đếm lại nhé. Đếm lại nè. Đếm lại nè. Thôi, xóa xóa bớt mấy cái này đi là biết rồi nha. Đếm lại cho nó dễ hình dung. Đây. Một khớp quay. Khớp quay thứ hai. Hai khớp quay ở đây là bốn. Một khớp quay ở đây là năm. Một khớp trực tuyến là sáu. Một khớp quay mũi tên chỗ này là 7. Một khớp quay mũi tên chỗ này là 8. Một khớp quay mũi tên ở vị trí này là 9. Một khớp quay ở đây là 10. Ha, bây giờ ghi lại nha. Đây là một khớp quay nè, một nè. Đây là một khớp quay nè. Đây là hai khớp quay nè. Đây là một khớp quay nè, chỗ này là một khớp trực tuyến nè, chỗ này là một khớp quay, chỗ này là một khớp quay, chỗ này là một khớp quay, chỗ này là một khớp quay. Như vậy chúng ta cộng lại sẽ có bên năm bằng 10. Rồi em hỏi bên, các em hỏi bên năm bằng 10 giờ em hiểu chưa nè? Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Rồi rồi được chưa? Rồi thắc mắc cứ hỏi nha, không có vấn đề gì hết. Chỗ nào ba thanh là vẫn là một. Ơi, thầy đánh chữ đi. Đánh chữ chữ thì em là muốn hỏi dễ hỏi. Chỗ này chữ A đi. Chỗ này là B. Chỗ này là C. Chỗ này là chữ D. Chỗ này là chữ E. Chữ F. Chữ G. Chữ H. Vậy em muốn hỏi chỗ nào em nhấn gõ cái chữ đó. À, nguyên cái tam giác là một khâu. Nguyên tam giác là một khâu. Cho nên ở vị trí này nè. Ví dụ ở vị trí này nè, thấy có ba đường với vòng tròn, chứ thật ra không phải ba đường, đó là chỉ có hai khâu thôi. Tại hồi nãy đánh số khâu rồi. Rồi, được chưa? Hiểu chưa? Các em phải đánh số khâu lên và nhìn vào có bao nhiêu khâu vô cái vòng tròn thì mới nhận biết được có bao nhiêu khớp quay nha. Còn tại hồi nãy đánh số không thì xóa mất rồi. Được chưa? Rồi. Nếu không có gì khúc mắc nữa chúng ta chuyển qua tiếp bài này. Bài này bật tự do bằng mấy? Chúng ta đánh số khâu nha. Cam là khâu số 1. Con lăn là cái vòng tròn lớn á, vòng tròn ngoài á, là khâu số 2. Khâu số 3 là cái đoạn nối từ C vòng qua D tới E luôn nha. Các em thấy hai đoạn là CD và ED đều hướng vào cái vòng tròn. Nhưng chỗ này nè, nó có một cái đường cong. Đây nè, chỗ này có một cái đường cong nối cứng lại, có nghĩa là nối cứng lại. Cho nên CD và DE là một khâu vì có cái đường cong này nối lại rồi. Nối liên kết giữa hai đoạn CD và ED. Cho nên nguyên cái đoạn nè, từ C nè, nó tới D nè, nó vòng qua D, nó ra tới E, thì đây là một khâu. À, chúng ta học thêm cái ký hiệu chỗ này. À, chưa? Rồi,
Khâu số 4 thì cái này các em rành rồi. Bây giờ tới đây được dễ rồi. Khâu số 4 là F, C. Khâu số 5 là con trượt tại F. Và khâu số 6 là con trượt tại C. Như vậy ở đây là có N bằng 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 khâu N bằng 6. Như vậy chúng ta có đầu tiên là 3 nhân 6. Nha, trừ khớp lại 4. Chỗ B này tiếp xúc điểm B này này, chỗ này nè là khớp lại 4 nè, cho nên B4 bằng 1 nha. Trừ cho 2B5. À, xin lỗi, cộng cho 2B5 chứ. 2 nhân cho nè. 2 nhân quay A là 1, quay C là 2, quay D nha, vì nó lại khâu 3 nối từ C vòng qua E rồi, cho nên D nó chỉ có một khúc quay thôi. Quay à nó đọc lại đi, tính lại đi, đếm lại. Quay A là 1, quay C là 2, quay D là 3, quay E là 4, quay F là 5, trực tuyến F là 6, quay tại G là 7, trực tuyến tại C là 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy ở đây là 2 nhân cho 8 khớp lại 5. Trừ ràng buộc chung không có hình trên bằng 0. Trừ ràng buộc thừa. Đây, ở đây các em chú ý nè. Người ta cho cái điều kiện này, chúng ta xem điều kiện này là điều kiện gì. Thì thật ra lý thuyết học rồi nha, bài này các em có rồi. Gặp cái hình này, đó, đây, các em phải liên hệ, tưởng nhớ liên hệ lại có ràng buộc thừa đó. Đây nè, có ràng buộc thừa nè. Đó. Như vậy ở cái bài tập này chúng ta thấy có phải D, F, C, có phải hai hình này nó như nhau không? Nè, cái bàn tay chỉ qua chỉ lại nè, hai hình này như nhau. Cho nên ở đây sẽ có một ràng buộc thừa, cho nên phải trừ đi một. Được chưa? Đóng ngoặc lại. Ở đây có con lăn số 2 thì chuyển động của con lăn này chính là bậc tự do thừa, mà có một con lăn, cho nên ở đây có một bậc tự do thừa trừ đi một nữa. Như vậy bài này tính ra bậc tự do sẽ bằng một. Hiểu hiểu bài này không nè? Dạ hiểu rồi. Rồi, tốt Dạ hiểu rồi. rồi. Đó, cái này chú ý nha. Rồi, bài này có một lần, thật ra những bài tập này là đều là những cái bài mà thi đó, thi xong gom lại. À, gom lại. Thì có em tính như thế này nè, bậc tự do bất bằng một nè. Các em nó tính không có tính là bậc trùng là bậc thừa, bậc tự do thừa. Thì 3 mà nhân cho 6 trừ cho 1, tức là 1 khớp lại 4, cộng 2 nhân cho 8, tức là 8 khớp lại 5. Thì kết quả này cũng ra bằng 1. Cũng ra bằng 1. Nhưng chỗ này công thức không đủ, bị thiếu. Các em phải tính thêm ràng buộc thừa vào bậc tự do thừa. Tại vì một cái cộng một cái trừ một, cho nên hai hai cái này cộng lại bằng không rồi. Thì tính đúng, phải là tính công thức tổng quát trên đây nè. Còn nếu tới đây dừng, có nghĩa là người tính đó chưa biết ràng buộc thừa với lại bậc tự do thừa ở chỗ nào. À, cho nên điểm không được trọn vẹn ở chỗ đó. Hiểu hiểu ý nói không? Đây chú ý nha. Bài này tương tự giống vậy. Bài này tương tự giống vậy. Giống giống bài kê bên. Nè, khâu 1 nè là cam nè, khâu 2 là cái con lăn nè. Khâu số 3 là ở đây đi, là CD nè. Khâu 4 là D, C á, nó vòng qua E nó qua bên này luôn nha. D nó vòng qua E nó qua bên này luôn. Rồi, khâu 5, đây là khâu 5 là GH, khâu 6 là EF. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 nhân 6 trừ nè. Khớp lại 4, chỗ B này là khớp lại 4 nè, đó. Bằng 1 nè, cộng 2 khớp B5. B5 này nha. Đếm này nha, quay A là 1, quay K là 2, quay C là 3, quay D là 4, quay E là 5, quay G là 6, quay H là 7, quay F là 8 nhân 8, đúng chưa? Rồi, nếu ai tính tới đây thì 3 là 6 18. Trừ cho 2 là 8 16 cộng 1 17. Như vậy tính ra nếu ai tới đây là dừng thì kết quả cũng ra đúng với kết quả nhưng không đầy đủ. 2 nhân 8 đây là bằng 1 nhưng cái này không có đầy đủ, là chưa có đủ, chưa có đúng hoàn toàn. Chúng ta tiếp tục là nha. Bài này ràng buộc chùng bằng không, không có hình trên. Ràng buộc thừa bằng 1. Bất tự do thừa là con lăn bằng 1, cho nên trừ 1. Thì cuối cùng kết quả cũng bằng 1 thôi, nhưng tính như cái hàng ở trên cùng này
thì đây mới là đúng nhất. Đó. Thì ràng buộc thừa là gì? Ràng buộc thừa trong trường hợp này các em lấy khâu số 6 và hai khớp quay giải thích đó. Ràng buộc thừa nè, khi chúng ta làm bài chúng ta phải giải thích, nếu là thi tự luận thi viết ràng buộc thừa bằng một, bằng một, nhưng mà các em phải giải thích nó là gì thì các em ghi khâu 6 là K6 nha, quay E và quay F. Một, nhắc lại, một ràng buộc thừa đi với một khâu và hai khớp đại trăm. Đó, thì phải giải thích cái này ra. Tránh trường hợp mà để gì, để tránh trường hợp sinh viên cứ bài nào cũng bằng một, cho nên cố nghĩ ra số này số kia cộng trừ với nhau cho nó cuối cùng nó ra bằng một. Phải ghi nó ra, ghi ra như vậy mới đúng. Đó. Bài này được chưa? Có hai hình thôi, nhắc lại các em. Cái ràng buộc thừa đó có hai hình thôi, một là hình elip đây, đây, hai là cái hình bình hành đây, hình bình hành CDCH, hình bình hành, và thêm cái thanh EF song song với lại hai khâu 2 và 5. Phải song song nha, còn không song song là nó là bởi tự do tính ra vẫn bằng không đó. Đây, thầy mô phỏng cho các em thêm này tí xíu nữa để hiểu rõ. Chúng ta có cơ cấu làm cái cổng nhà nha, cổng nhà, cổng cho vui nha. Đây, có hai thanh này bằng nhau, thêm hai thanh nữa bằng nhau. Đây, bằng nhau rồi. Này là chôn xuống đất, nền đất chôn xuống. Rồi, bây giờ bắt bằng bu lông đai ốc. Thì bu lông đai ốc các em có thể xem gần đúng thôi chứ không phải hoàn toàn nha. Đó cũng là một dạng khớp quay. Đó. Rồi, chúng ta mới liên kết lại. À, xin lỗi, cái này phải nằm đây chứ. Đây, liên kết lại. Đây, nối lại. Đây, nối lại. Và cuối cùng ở đây, nối lại. Rồi, đây. Được chưa? Rồi. Hành á, mà đứng thẳng về nó là hình chữ nhật. Thì chỉ cần một cái động tác gì xô gan thôi, thì cơ cấu này nó sẽ sụp liền. Vì đây là cơ cấu chứ đây không phải là kết cấu tính tính. Đó, nó sẽ sụp ngay. Cho nên khi mà làm kết cấu các em phải chú ý nha, kết cấu nó khác với cơ cấu. Rồi, như vậy muốn cái cột này nó đứng vững, cứng vững thì chúng ta mượn thêm một thanh nữa. Mượn thêm thanh nữa. Nối nó vào. Khóa nó lại. Thì đây rất là cứng, không thể xoay được nữa, vì đây không phải cơ cấu, đây là một liên kết tính, mặc dù cũng dùng các khớp quay để nối. Các em hiểu không nè? Đây các em đánh số khâu đi, bài này y hệt nè, bình thường thôi. Đây nè, khâu này gọi là khâu 1 đi, là K1. Rồi, K1 nha, khâu này là khâu số 2, đây là K2. Rồi, khâu này khâu số 3, đây là K3. Xâu nó lên, rồi đây là khâu 4, là K4. Lên, đây có 4 khâu, 3 là 42. Được chưa? Mấy khớp quay? Một quay nè, đây là một quay nè. 2 quay, 3 quay, 4 quay, 5 quay, 6 quay, 2 là 6, 12. 12 trừ 12 bằng 0, bật tự do bằng 0. Bằng 0 nghĩa là cứng, nó không thể chuyển động được. Thì đây là thuộc kết cấu thép. Cái cấu thép tại sao mà các em thấy là cái khung nó có nhiều đường chéo lên chéo xuống, nhiều thanh chéo lên chéo xuống, chéo lên chéo xuống để người ta khóa liên kết lại. Nó không có chuyển động được. Nhưng chúng ta đang học nguyên lý máy, mà nguyên lý máy thì muốn nó chuyển động chứ không có muốn chế ra một cái máy mà nó không có quay được gì hết. Nó không chuyển động được. Nên chúng ta sẽ làm khác. Khâu số 4 này không phải là dài tùy ý, mà khâu số 4 này phải có chiều dài bằng khâu 1 hoặc khâu 3.
Đó, khâu này là khâu số 4 nha. Sửa lại cái chữ sai rồi. Sửa lại cái chữ này thôi. Đây là K, đây là K4, khâu số 4 nè. Đó. Có chiều dài bằng khâu 1 và bằng luôn khâu 3. Trước nhất, bốn khâu bằng lề này phải là hình bình hành cái đã. Điều kiện thứ hai, K1, K4, K3 song song với nhau hoặc là bằng nhau, chiều dài phải bằng nhau nữa nha, bằng nhau nữa rồi chúng ta nối vô. Ví dụ như là nằm ở giữa đi, nằm ở giữa để dễ vẽ. Đây giữa nè. Giữa. Ở giữa. Thêm này nữa đi. Ở giữa rồi. Giờ chúng ta nối vô nè. Thì hỏi cơ cấu có chuyển nộp được không? Đó. Nắm được ý nói không nè? Rồi, rõ ràng đây là cơ cấu cho nên nó quay bình thường. Chuyển động được. Cũng như vậy thôi, nhưng cái thanh hồi nãy chúng ta để chéo. Còn bây giờ để song song với nhau mày lại dài ba cái thanh K1, K2, K3 này dài bằng nhau nữa. Mà cái gốc là hình bình hành đó thì nó chuyển động bình thường, đâu có gì đâu. Đó. Như vậy thì các em xem nè, nếu không lắp cái khâu số 4 này vô, lấy ra ngoài nha, không lắp này vô, bỏ đi, đừng đừng quan tâm tới cái khâu số 4 này. Thì đây, bốn khâu bằng lề chuyển động làm sao? Nó cũng quay như vậy. Còn bây giờ chúng ta thêm đem lắp nó vô. Lắp nó vô. Rồi lắp lại. Lắp chỗ này lại. Thì cái gốc bốn khâu bằng lề nó cũng quay như vậy. Như vậy thì cái ràng buộc khâu số 4 và hai khớp quay tại điểm trên đây và điểm dưới đây vô là thừa. Là thừa. Nhưng nhắc lại các em lần nữa chú ý nha. Không phải là thừa cứ bỏ đi hay là thừa thì làm cho bài tập nó phức tạp hơn, bài thi nó phức tạp, không phải. Nhiều khi người ta cần cái cơ cấu này cần độ cứng vững, chuyển động độ cứng vững hoặc là chịu lực lớn, buộc người ta phải đưa thêm vô, cái người thiết kế phải đưa vô, chứ không phải cứ thấy thừa tháo ra bỏ đi, bỏ đi chế tạo tốn tiền bỏ, không phải nha, đừng đừng có hiểu lầm nhầm lẫn hai cái ý này. Rồi ví dụ vậy là hiểu hiểu cái ràng buộc thừa chứ nè. Rồi, tốt rồi nha. Rồi, chúng ta tiếp tục qua bài tập kế tiếp. Bài tập kế tiếp. Đây, bài này. Xóa bớt cái này đi. Rồi, bài này. Bài này tính cho tự do bằng mấy? Bài này đếm số khâu thì khá dễ tại vì bài này có vẽ bằng màu. Như vậy mỗi màu là một khâu nha. Em nào chưa nhìn ra khâu quen thì có thể lấy cái bài tập hai bài dưới này ra nè để tập nhìn cái khâu cho nó quen. Mỗi một khâu sẽ vẽ bằng một màu nha. Như vậy cứ nhìn vào cái màu đó chúng ta sẽ biết cái khâu đó cái hình dạng của nó như thế nào. Như vậy thì cũng dễ thôi. Nhìn vào màu thì đây là cam, khâu số 1 màu hồng này là con lăn, khâu số 2 màu màu này màu vàng hay màu cam nè. Đó là khâu số 3, khâu số 3 là từ C tới D vòng lên F luôn nha. Rồi màu này giống như màu tím là khâu số 4, số 4 đi số 4 xuống. Đây là khâu số 5 nha. Màu xanh này là khâu số 6, số 6 là FH đó nha. Và đây là số 7 là cái con chữ chữ nhật nè. Đó. 1 2 3 4 5 6. Hai bài tập cuối này là mục đích là cho các em chưa quen nhìn cái đánh số khâu, khâu đó là khâu nào thì có một màu để các em dễ hình dung. Sau này thi cử hay làm bài thì người ta vẽ in ra màu đen thôi, không 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 không, không vẽ màu được. Vậy 7 nha, vậy là ở đây là 3 nhân 7. Nhân 7. Rồi trừ cho nè. Khớp lại 4. Tại B này là khớp lại 4 nè. Đó, tại B tiếp xúc điểm nè. Khớp lại 4, có một khớp lại 4. Tại B. B là khớp lại 4, viết lại nè. 3 nhân 7 7 khâu mà trừ khớp lại 4 là 1 là tại B đó. Rồi 2B5 bây giờ số khớp lại 5 phải đếm thì đa số là đếm sẽ bị sai đó, thì các em chú ý tại E này là hai khớp quay E. Tại sao ở E có hai khớp quay? Vì ở đây có 3 khâu chụp vào vòng tròn nha. Khâu số 1 là khâu cố định, khâu cố định là bên dưới này nè, khâu số 4 và khâu số 5. Như vậy có 3 khâu vào vòng tròn này.
cho nên tại E này phải đếm hai khớp quay, các em lưu ý chỗ này. Rồi bây giờ đếm lại khớp lại 5 nha, quay A là 1, quay C là 2, một quay D nha là 3, hai quay E là 5, F là 6, G là 7, tín G là 8 và H là 9. Đếm lại là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy ở đây là 2 nhân cho 9. Không có ràng buộc chùng, không có hình chền. Không có điều kiện học, không có ràng buộc thừa. Đóng ngoặc. Trừ có con lăn, đây là bậc tự do thừa. Đó. Như vậy tính ra bằng mấy? 21 nè, 18, 1 là 19, 1 nữa là 20, 21 chia 20, kết quả này ra bằng 1. Hiểu không? Hiểu, hiểu không nè? Có khúc mắc bài tập này chỗ nào thì cứ hỏi, các em có thể hỏi. Dạ hiểu thầy. Rồi, các em khác cố gắng theo, tham gia theo nha. Được chưa? Rồi. Bây giờ các em thử một bài này bật tự do bằng mấy? Dĩ nhiên thì vẽ bằng cái con chuột thì nó không thể thẳng được. Bài này bật tự do bằng mấy? Bài này bài tự do bằng mấy? Đánh số không cho các em luôn nha. Này là A đi. À, lớn lên. A. Biết là bằng cái này hơi khó. Này là A nè. Đây là B nè. Đây là C nè. Đây là D nè. Đây là E nè. Đó. Khâu 1 nè. Khâu 2 đánh số không cho các em luôn nha. 2 là BC á. Nha. Khâu 3 là D E nè, khâu số 4 là cái con trượt nè. Vậy tự do lại bằng mấy? Đó. Bằng không là chính xác. Bài bài bật tự do bằng mấy cứ tính đúng như vậy. Chứ khi ra bằng không thì đừng có các em đừng có lo lắng là bằng không không được, phải cố tìm số này số kia cộng trừ lại cho nó ra bằng một. Bài bằng không là bằng không. Nhưng nhắc cho các em nha, dạng này thì bài này có thể là bài thi. Có thể bật tự do bằng không là một bài thi hay một bài kiểm tra, nhưng thực tế các em có thiết kế cơ cấu thì nhớ làm gì thì làm, bật tự do đừng bao giờ cho nó bằng không, luôn luôn phải khác không thì cái máy nó mới chạy được, mà máy nó mới chạy được mình chế tạo ra mình bán mới có người mua. Còn các em thiết kế rồi kỳ công mọi thứ mà bật tự do bằng không thì chắc chắn cái máy không ai đi mua cái máy về mà nó không vận hành được. Đã chú ý nha. Còn thi cử thì vẫn có thể có bằng không được. Rồi, tới bài này. Bật tự do bằng mấy?
Alo, em các em ra bằng hai là đúng rồi đó. Đúng rồi, kết quả thì đúng rồi nha, nhưng lý giải có trình tự logic đúng hay không thì thầy không biết vì vì các em không có ghi ra, nhưng kết quả đây bằng hai là đúng rồi. Rồi, giờ chúng ta các em xem lại cái phần của các em lý giải và phần giải ở đây nha. AB chúng ta đánh là câu số 1, BC câu số 2. E cái đường màu xanh nha, E dọc lên trên qua đây lên trên luôn là câu số 3. À, cái con chữ nhật màu nâu này là câu số 4. Cái màu này đi là câu số 5. Đây là câu số 6. Con lăn là câu số 7, số 7, số 7. Rồi và cái cam này là câu số 8. Câu số 8. Các em chú ý nha, cái cam này với cái thanh GH này là có cái cong vòng đây nè, là nó đã nối cứng với nhau để có nghĩa là cùng quay với nhau chứ không có quay riêng biệt với nhau nha. 8 khâu. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 nhân cho 8. Rồi, trừ cho khớp lại 4, có một khớp lại 4 chỗ này nè. Đây, chỗ tiếp xúc điểm nè. Khớp lại 4, vậy là 1. Cộng cho 2. Bây giờ số khớp lại 5. Khi các em đếm thì chú ý tại D này này, tại B nha. Cái vòng tròn tại D á, là có 3 khâu. 4, 5, 6. Tại vòng tròn D này có 3 khâu, 4, 5, 6 cho nên tại D này phải đếm là bằng 2. Như vậy đếm nha. Quay A là 1, quay B là 2, quay C là 3, 2 quay D là 4, 5 chứ 5, quay E là 6, tiếp đến D là 7, quay G là 8, quay H là 9, quay F là 10. Như vậy ở đây là 2 nhân 10. Thì nhớ giải thích ra là nhớ giải thích ra rồi, trừ không có ràng buộc chung nên trừ 0. Không có điều kiện hình học ràng buộc thừa bằng 0. Đóng ngoặc trừ con lăn số 7 chính là bởi tự do thừa bằng 1 nha. Như vậy ở đây là bao nhiêu? 20 nè, với 1 là 21, với trừ 1 nữa là 22. 3 lần 8 24, 24 trừ 22. Vậy kết quả này ra bằng 2. Nếu em nào làm bằng 2 là đúng rồi đó. Bà hiểu hiểu bài rồi đó. Được chưa? Đây là một số bài tập mẫu giải giải thôi nha. Rồi, các em có thể vô trang BK Learning đâu rồi? Đây, khóa học. À không phải phần này. À, có thể xem thêm các bài tập đã được đưa lên. Này là L2. Đây. Đây, các bài tập đưa lên nè, đây có rất nhiều tài liệu về bài tập. Thì bài tập của Tạ Ngọc Hải á là rất phong phú và rộng nha. Các em xem lướt qua hoặc là giải một số bài này để biết để thêm. Ví dụ nè, khớp cầu là khớp lại 3, nhưng nếu khớp cầu mà có thêm cái rãnh, có cái chốt nữa thì trở thành khớp lại 4. Đó, ví dụ vậy. Đó, đây là một số bài tập. Những cơ cấu ở đây, đây là cơ cấu hình bình hành nè. Đây nè, ngày xưa là xe lửa chạy bằng hơi nước, cái đầu máy xe lửa mà muốn kéo được cả bằng đó cái toa chuyển động, các cái bánh ở cái đầu máy phải là bánh chủ động hết. Mà thật ra động cơ truyền xuống thì có một bánh chủ động thôi. Như vậy làm sao cho các bánh kia cùng quay tốc độ với nhau, y hệt nhau, thì người ta ráp vô đây, thì đây chính là cơ cấu hình bình hành nè. Cái phần này không vẽ được nha, cái này không có vẽ được cho nên các em chú ý nha. Đây vòng tròn này, đây là một khâu nè, khâu thứ hai nè, khâu thứ ba, khâu thứ tư nè nha. Và ở giữa đây có một thanh nữa, có phải là giống như hình bình hành và thêm một cái thanh nằm ở giữa đây hồi nãy dạy bài tập rồi không? Đó, thì đây là cơ cấu đó. Rồi, đó một số cơ cấu đó. Rồi, đây là phần dưới đây là bài tập nè. Đó, bài tập nè, bài tập. Thì ở bài tập các em chú ý nha, cái chỗ nào mà người ta đã vẽ ký hiệu rồi thì đó là khâu dẫn đó. Ví dụ đi. Ví dụ như bài này đi, ví dụ bài này. Đây, tại ô 1 có cái mũi tên cong vòng nè, có nghĩa là ô 1A là khâu dẫn đó, khâu sẽ phải chuyển động trước. Đó. Ví dụ như là bài hình 133 ô 1A nè, có cái chuyển động cong vòng mũi tên nè, thì khâu này nhật quy luật, có nghĩa là khâu này được chuyển động trước, thì ô 1A chính là gọi là khâu dẫn, các khâu còn lại gọi là khâu bị dẫn. Như vậy thì các em sẽ nhìn nhanh được khâu dẫn và khâu cố định, thì khâu còn lại gọi là khâu bị dẫn, vân vân. Đó, đây là một số bài tập. À, tự tự làm thêm nha, tự làm thêm, mở mở rộng thêm ra. Rồi.
Ở phần bài tập này có vấn đề gì nữa không? Hoặc là về hoặc là sẽ xem lại sau ha, các em xem lại sau có khúc mắc thì buổi tới hỏi. Được chưa? Bây giờ chúng ta chuyển qua phần kế tiếp đi. Phần kế tiếp. Đây, đó là xếp loại cơ cấu. Xếp loại cơ cấu. Đây, xếp loại cơ cấu. Thì nguyên lý tạo cơ cấu trước đã. Mọi cơ cấu hay tất cả các cơ cấu được tạo thành bằng cách nối khâu dẫn. Khâu dẫn. Hồi nãy thầy lại thầy cho thấy ký hiệu về khâu dẫn. Nối khâu dẫn tới cái khâu cố định. Tức là nối hai cái này lại với nhau. Bằng những chuỗi động có bậc tự do phải bằng không. Chuỗi động nè có bậc tự do bằng không. Thì đây là nguyên lý tạo cơ cấu. Nếu tạo như vậy thì không bao giờ sai, không bao giờ chậm. Nối khâu dẫn tới khâu cố định hay khâu nào đó của cơ cấu gốc, tính nó nói tới cơ cấu gốc sau với khâu cố định bằng những chuỗi động có bậc tự do bằng không. Đầu tiên chúng ta nói về chuỗi động có bậc tự do bằng không thì cái chuỗi động mà có bậc tự do bằng không đây. Ồ, đây 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 đây. Nếu bậc tự do của chuỗi động đó tính ra mà bằng không thì chuỗi động đó người ta gọi cái tên là nhóm Ashur, đây nhà bác học người Nga, hoặc còn cái từ nữa gọi là nhóm tĩnh định. Tĩnh định nè. Rồi, bây giờ chúng ta xét cái chuỗi động để gồm n khâu nối với nhau chỉ dùng gấp lại 5 để nối. Như vậy chúng ta sẽ có công thức tính V kép bằng 3n trừ 2b5. Tại vì chỉ dùng khớp là 5 cho nên b4 bằng 0 rồi, không không viết vào trong đây nữa. Thì chuỗi động có vô số chuỗi động có V kép bằng 3n trừ 2b5. Có vô số chuỗi động. Nhưng chỉ những chuỗi động nào mà V kép này bằng 0 thì mới dùng để tạo cơ cấu. Em nghe kỹ nha. Như vậy thì chuỗi động có bậc tự do bằng 0 thì ở đây chúng ta suy ra từ chỗ này nè. Là phải bằng 3 phần 2 n vì bằng không mà cho nên suy ra bên 5 bằng 3 phần 2 n, có nghĩa rằng là nhóm Ashur phải là những nhóm mà trước nhất n là số khâu á, phải chia hết cho 2, cho nên ở đây chúng ta sẽ có cái bảng đây là n đây là b5 đó. Nếu n mà bằng 1 thì không được, một khâu thì không có đi với 1,5 khớp được, khớp phải là số nguyên không có số lẻ. Như vậy hai khâu 2 chia 2 bằng 1, hai khâu phải đi với 3 khớp, 4 khâu sẽ phải đi với 6 khớp, 6 khâu phải đi với 9 khớp, rồi 8 khâu, cứ vậy các em tính vân vân lên đó. Đó. Nhưng càng lớn cái phía này càng lớn thì càng khó giải quyết bài toán và cơ cấu rất là phức tạp, cho nên thường người ta dừng ở 4 6 là được rồi. Nha. Thông dụng nhất là 2 3. Như vậy qua cái bảng này thì trong chương trình học của chúng ta là cơ cấu chỉ là nhóm hay là chuỗi động có bậc tự do bằng không, và đó là nhóm mà chỉ có hai khâu đi với ba khớp. Tại vì 2 n mà bằng 2, b5 bằng 3 thì v kép này sẽ bằng không. Đó. Như vậy ở đây là năm cái hình biểu diễn các nhóm mà chỉ có hai khâu ba khớp. Ví dụ như hình thứ nhất nè. Đây các em xem nè, khâu số 1 khâu số 2, vậy để có hai khâu, hai cái thanh màu xanh với màu đỏ nè, ba khớp nè, quay a à, xin lỗi quay chứ không có chữ quay nè, quay nè, quay nè. Như vậy thì cái nhóm thứ nhất hai khâu ba khớp là gồm hai khâu một hai với ba khớp này là ba khớp quay. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ thấy cũng có hai khâu thôi, khâu số 1 và khâu số 2 nha, nhưng cũng có ba khớp, nhưng ở đây là một quay và hai trực tuyến. Quay là cái vòng tròn chấm màu đen, còn cái phương thẳng ở đây là phương trực tuyến của một hai. Rồi nhóm hình hình dạng thứ thứ ba cũng hai khâu ba khớp, ở đây có một quay và hai trực tuyến. Tương tự hình dạng kế tiếp cũng hai quay chứ, hai quay một trực tuyến, và cái cuối cùng là hai quay một trực tuyến. Đó. Đây là bốn cái hình mà nhóm loại hai gồm chỉ có hai khâu ba khớp. Hai khâu ba khớp thì ở phần xếp loại ấy, các em mở đọc đọc trong sách nhé. Xếp loại cơ cấu thì các em mở đọc đọc trong sách. Những nhóm mà chỉ chia làm hai 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 phần, hai dạng. Dạng thứ nhất không chứa chuỗi động kín, không có chứa chuỗi động kín thì nếu có hai khâu ba khớp thì những nhóm đó xếp loại hai. Như vậy năm hình này đều xếp loại hai hết, cả năm hình này chỉ có hai khâu ba khớp, cứ hai khâu
hai khâu là K nha, 2K nha, đi với ba khớp, chết rồi, cũng K luôn rồi, thôi biết chữ đi, hai khâu mà đi với ba khớp thì tất cả những hình này, chuỗi động này là xếp loại 2. Xếp loại, loại thôi khỏi biết chữ nha, biết khó quá, xếp loại 2. Rồi. Rồi. Còn lại thì sẽ là loại 3. Nhớ, loại 3 là loại mà không có chứa chuỗi động kín. Nhưng loại 3 là phải từ 4 khâu 6 khớp đổ lên ha, và phải tìm ra được khâu cơ sở. Khâu cơ sở sẽ đối với ba khâu còn lại bằng ba khớp loại 5. Cái này các em đọc xem trong tài liệu đi. À, rồi. Loại 3 rồi. Bây giờ chuỗi động mà có chuỗi động mà có chứa hình kín là bắt đầu từ loại 4 đổ lên, thì số cạnh của chuỗi động kín đơn có nhiều cạnh nhất nhóm chuỗi động đó sẽ xếp theo loại mà có nhiều cạnh nhất. Kín mà phải đơn nha, đơn có nghĩa là trong đó không còn một cái kín nào nữa. Nha, thì cái này các em đọc thêm trong trong tài liệu nha. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái tạo cơ cấu, cái mô phỏng tạo cơ cấu. Xếp là cơ cấu rồi, đây đây mô phỏng tạo cơ cấu. Đây nè, chúng ghi chữ đây nè. Chúng ta có một nhóm loại 2 là gồm hai khâu và ba khớp quay. Thì hai khâu màu cam và khâu màu này là màu xanh gì đây nè, xanh rêu gì đây nè, màu rêu gì đây nè. À, à thì hai đây là nhóm loại 2. Cái hình này nó giống như cái hình này. Đây, nó giống cái hình này nè. Nhóm loại 2 nè, đó nó giống vậy nè. Thì cái hai khâu đi với ba khớp, trong ba khớp này sẽ có một khớp nhau. Chờ đợi để nối. Chờ. Khớp chờ. Chờ đợi để nối nhé. Không không tại kiểm tra coi mạc nó còn hay là nó hay là bị rớt mạc nữa rồi. Khớp chờ đợi để nối. À, hai này là hai khớp chờ, đây là khớp nối. Tất cả các hình này đều vậy hết các nha các em. Hai khâu đi với ba khớp thì trong ba khớp đó có một khớp nối hai khâu. À, thì thầy để biểu diễn luôn. Đây là đứa khớp nối hai khâu nè. Đó, cái khớp trực tuyến chỗ này, khớp trực tuyến nha, là khớp nối hai khâu nè. Rồi ở hình này khớp trực tuyến là khớp nối hai khâu nè. Ở hình cuối cùng khớp quay này là khớp nối hai khâu. Còn hai khớp còn lại là khớp chờ. Nha, để chúng ta trở lại cái bài này đi. Rồi. Cái khớp quay ở đây là nối hai khâu, còn hai khớp quay này là hai khớp chờ. Thì nguyên lý tạo cơ cấu người ta nói nè, nối khâu cố định, đó là cái chỗ bàn tay đang chỉ nè, cái khâu này nè, tới sẽ nối khâu dẫn chứ. Nối khâu dẫn là bàn tay đang chỉ nè, tới cái khâu cố định là vị trí này bằng những chuỗi động có bậc tự do bằng không. Nha, vậy giờ chúng ta nối nè. Khớp chờ này nối vô đây. Vô khâu dẫn, khớp chờ chỗ này nối vô khâu cố định thì sẽ tạo ra cơ cấu, và cơ cấu này có tên là cơ cấu bốn khâu bản lề. Đây là khâu dẫn nha. Rồi bây giờ nối nè, nối rồi, đây là cơ cấu bốn khâu bản lề. Hiểu hiểu không nè? Rồi ở đây có thể lăn một tí nha, tức là mình nghĩ khâu dẫn đối với khâu cố định bằng một khớp quay, cho nên bậc tự do của khâu dẫn này là bằng một, còn một chuyển động là quay. Chúng ta dùng cái chuỗi động có bậc tự do bằng không để nối, như vậy cứ có bao nhiêu bậc chuỗi động bằng do bằng không mà nối lại thì cũng vẫn bằng không, cho nên ở đây có bao nhiêu khâu dẫn thì bậc tự do tính ra cũng bằng đó. Hay nói cách khác, bốn khâu bản lề này các em nhìn hình này thấy có một khâu dẫn thì cơ cấu này có một bậc tự do, hoặc nếu dùng công thức tính thì cái này cũng có một bậc tự do, ý là như vậy. Rồi qua hình ví dụ minh họa thứ hai, đây là khâu dẫn nè, khâu cố định là cái thanh trượt, nó nằm ngang đây nè, chỗ bàn tay chỉ vô đó. Rồi cái nhóm chúng ta sử dụng là nhóm này, đây nhóm cuối cùng,
Nhóm cuối cùng. Nhóm cuối cùng. Đây, nhóm này, nhóm đưa lên trên luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ có được cái đâu rồi. Đây. Đó, đây được cái nhóm này. Bây giờ khớp chờn này là khớp chờ nha, khớp chờ này nối với khâu dẫn. Còn khớp trực tuyến này sẽ nối với cái phương trực tuyến nằm ngang đây nè, chỗ bàn tay đang chỉ nè. Nha. Rồi. Giờ chúng ta xem cái mô phỏng. Đây là khâu dẫn nha. À, bây giờ nối khớp trực tuyến với khâu cố định nè. Nối lại. Rồi, chúng ta có cơ cấu này có tên gọi là cơ cấu tay quay con trượt. Từ đây các em có thể mở rộng ra được nữa nha. Mở rộng ra được nữa. Rồi, bây giờ thì ví dụ về cái này một tí đi, thêm tí xíu nữa anh nghĩ nha. Cho nên nó các em nắm được cái phần này luôn. Đây, đây là bốn khâu bản lề xong rồi nha. Bây giờ thì làm thêm một nhóm loại 2 nữa. Nhóm loại 2 là hình này. Rồi, đây là cái con trượt. Đó. Đây, đây. Thêm nhóm nữa. Rồi, hai khâu này nối với nhau bằng khớp quay. Được chưa? Rồi, phương trực tuyến của con trượt nằm ngang đây. Là điểm này là phương trực này chúng ta có cái khớp chờ nữa nè, một khớp chờ thì sẽ được nối vô đây. Được chưa? Vậy đây là cơ cấu gốc nè, tại vì trong hồi nãy lý thuyết có nói cơ cấu gốc mà. Đâu rồi? Đây nè, nối khâu dẫn với khâu cố định hoặc khâu nào đó của cơ cấu gốc. Bây giờ thì bây giờ cơ cấu gốc của mình là cơ cấu bốn khâu bản lề. Bây giờ dùng một nhóm loại 2 nữa để nối khớp chờ này nối vô điểm này. Nha. Khớp trực tuyến này nối vô phương trực tuyến nằm ngang ở đây. Đó, nối lại. Như vậy đây, chúng ta đã mở rộng cơ cấu ra rồi nè. Đó, chúng ta đã mở rộng cơ cấu ra được rồi đó. Nó bị vướng, không phải nó bị vướng cái thước khâu nó không đúng cho nên nó. À, ra nó chạy mất tiêu rồi. À, đây nè, đó, đó đây nè. À, lấy phía dưới này đây. Nó mở rộng cơ cấu ra rồi nè. Cái này nó duỗi không được. Đó, đó, nó quay được rồi đó. Đó, nó mở rộng cơ cấu ra rồi. Được chưa? Như vậy thì từ cơ cấu gốc, ta cứ thêm nhóm axo vào, cứ thêm vào, các em cứ vậy thêm vô được rất nhiều nha. Rồi, học buổi học tới đây là chúng ta dừng dừng nha, nghỉ nghỉ được chưa? Dạ rồi, dạ, ok thôi thầy, vậy, nghỉ thầy. Chào chào tất cả các em nha. Dạ, bye bye thầy. Rồi, chào thầy. Rồi, chào chào em.